Ok, hello mấy đứa nha. À, bây giờ các bạn cũng như thường lệ ha. À, mình sẽ gắn một cái link vô trong cái đầu nhóm đúng không? Thì các bạn nhớ điểm danh. Có thể là học xong điểm danh cũng được, hoặc là điểm danh xong rồi học cũng được, nó tùy các bạn thôi. À, hôm nay mình gắn hơi trễ để sư phụ gắn lên nè. Rồi, sư phụ chào Hải Lâm nha em. Sư phụ vừa cập nhật lên trên phần đáng chú ý của nhóm cái biểu định danh nữa bạn. Các bạn lên đó, lên đó tải về ha. Buổi sáng thứ tư rồi ha. Ráng quá. Trường của mấy đứa khi nào nghỉ Tết các bạn? Để mình biết mình dạy từ 7 giờ sáng tới 10 giờ sáng, có những cái khóa học 7 giờ sáng tới 10 giờ sáng. Trường em học hết thứ bảy tuần này ạ. À, các bạn comment cái lịch học của trường mấy đứa để coi trường nào mà gọi là học trễ nhất có bạn, để mình coi mình sắp xếp sao mình like cho các bạn thêm những cái buổi sáng cho các bạn, cho nó cho nó Tết này mình học được nhiều buổi hơn. Hôm nay lên trễ tí nha, 4:40 mình học các bạn nha, tại vì sáng nay cơ bản là chờ sư phụ một tí, chờ các bạn kia một tí là mình cập nhật lên hơi trễ một xíu. Hồi sáng hôm nay tưởng đâu ngủ quên đó, cho hên là mình còn cài chuông báo thức độ ok, tưởng đâu sáng hôm nay ngủ quên xong đó chứ. Dậy dậy lúc vừa đúng 4:30 luôn các bạn. Tưởng đâu ngủ quên không luôn á. À sư phụ ơi, đề này một câu 15 hả? À, cứ 15 câu đúng không? Từ từ sư phụ sửa lại cái form ha. Các bạn chờ sư phụ sửa lại cái form tí. Bạn hồi nãy có một bạn nhắc sư phụ mới nhớ, đề này có 15 câu thôi. Để mình tắt cái form đi. Bị lố form đúng không?
Tôi full A hả? Rồi sư phụ xin lỗi mấy đứa nha. Chút này chấm điểm thì chấm điểm 15 câu đầu thôi, yên tâm đi ha. Sửa lại bạn nào điền vào sau thì chỉ có được là mấy cái form sau đó các bạn. Chống tôi rồi ok ha. Thì hôm nay là bắt đầu thấy là mùa Tết bắt đầu ngập tràn về rồi, nhiều đứa là bắt đầu nó dậy không nổi rồi nè. Rồi ok, bây giờ bạn nào mới vào nhóm thì nghe sư phụ đâu khoảng tầm khoảng 1 phút nè để nói về cách học và trong nhóm của mình, vì một số bạn cứ nhắn tin hỏi rất là nhắn tin hỏi sư phụ gọi là không biết học ở đâu nè. Đầu buổi live sư phụ nhắc lại nè, cái việc ở đây nè, nói chung là cứ sau này á, khi mà sư phụ mở live hôm nay cập nhật nó hơi trễ, những cái buổi live sau các bạn cứ là mở sư phụ mở buổi live lên thì bạn cứ yên tâm, khi vừa mở live lên luôn các bạn bấm vào link tổng hợp bài giảng, các bạn vào trong đó bạn điền, hoặc thậm chí sau này là sư phụ sẽ điền ví dụ tầm 4:25 là sư phụ sẽ cập nhật ở đây cho em, được chưa, sẽ cập nhật sớm ở đây cho em đó, nên là các em yên tâm tầm khoảng 4:25 trước khi mở live luôn, chứ mình không để chậm trễ như ngày hôm nay nữa, thì còn sẽ cập nhật cho em. Trong này buổi sáng 4 của mình là gồm có là 15 câu, thì hồi nãy là mình vừa tắt ở đi rồi, bạn nào mà điền 5 câu cuối thì yên tâm là các bạn có thể là điền lại, hoặc là cứ tua đi điền lại cũng được, hoặc là có thể để gì ở đó ha. Chút nữa mình nói sau, đây 15 câu cuối này, hồi nãy bạn nào điền 20 câu thì mình cũng xin lỗi các bạn nhiều một tí nha. Đó, tại vì hồi nãy mình copy cái form của buổi sáng 3 qua ấy, nên là đây là 15 câu của mình, nên bạn nào ví dụ có điền lại thì điền cũng được, còn không chúng nữa sư phụ sẽ chấm cái file đó của em, được không? Đó, đề này có 20 câu để đó, 20 câu, tại vì hồi nãy sư phụ copy của file thứ ba qua ấy, nên cơ bản là nó sẽ kia một tí. Đó, thì cứ sau này mỗi buổi sáng các bạn cứ vào đây, vừa vừa tổng hợp link bài giảng, vừa có được là cho đó, trong cái link này này đấy, là cứ đúng 4:25 mỗi buổi sáng các bạn cứ bấm vào đây bạn điểm danh, phía điểm danh của mình này, sau đó là mình coi live sửa, sau khi live xong là sư phụ sẽ cập nhật live sửa cho bạn cũng như đáp án chi tiết. Như hôm qua nè, buổi sáng thứ ba của mình là gồm có đáp án chi tiết nè và live sửa nè, đúng không? Thì trong này có cho các bạn nè. Nhiều bạn hỏi sư phụ là ủa sư phụ ơi, khóa sáng này là học từ đây tới hết đề thi đại học luôn hay không? Nhưng sư phụ nói là khóa sáng này của mình á, thì trước mắt trong cái đợt Tết này là mình sẽ live cho bạn xuyên suốt từ đây tới 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 Tết. Trong khi đó mình sẽ nghỉ Tết thì tầm khoảng mùng 1 là mình sẽ nghỉ Tết, tầm khoảng 30 hoặc là mùng Chạp là mình sẽ nghỉ Tết. Thì sau đó là những cái khóa sáng này thì có thể là giảm bớt số buổi lại, tức là tầm mình sẽ live ở ngoài tuần tầm 1 tới 2 buổi gì đó thôi. Tại vì mình sẽ dành những cái buổi tăng cường dành cho lớp VIP của sư phụ nữa, nên là có thể là như vậy trước mắt đã nha. Trước mắt thì các bạn cứ cài những buổi sáng ở đây đã, còn cái team sáng này vẫn hoạt động, thực sự là team sáng này vẫn hoạt động, được chưa? Còn nhưng mà vô năm thì có thể là hoạt động ít hơn lại một xíu thôi.
Rồi ít số bụi hơn thì hoạt động ít số bụi để các bạn có thể tập trung những cái môn khác của nữa đúng không? Rồi chào Phương Nguyễn nha, chào Gia Hưng, chào Minh Hương nè. Hồi nãy vừa hỏi các bạn một câu hỏi, trong này bạn nào cùng trả lời với nhau cho sư phụ cái nha. Chỗ em là nghỉ từ thứ tư, trường em học thứ bảy nghỉ hết rồi sư phụ ơi. Mai nghỉ rồi, sư phụ ơi rồi. Rồi bây giờ cả lớp mình trả lời đồng loạt với nhau để mình lấy cái thông tin của trường các bạn khi nào nghỉ Tết các bạn comment ngày giùm sư phụ coi. Ngày theo kiểu ngày theo kiểu thứ mấy trong tuần này các bạn. Cả lớp mình cùng comment, còn bạn nào nghỉ rồi thì comment nghỉ rồi, còn bạn nào mà chưa nghỉ thì comment ngày hoặc là thứ mấy của tuần này nè. Ví dụ tuần này là thứ thứ bảy nghỉ, bạn comment thứ bảy, thứ sáu nghỉ, bạn comment thứ sáu. Bạn nào nghỉ rồi comment nghỉ rồi. Đó. Thứ bảy là ngày ngày mai đó thì bạn comment là ngày mai là nghỉ rồi hoặc là ngày chủ nhật nghỉ đó, tức là comment ngày nghỉ của mấy đứa để mà mình biết được là mình sẽ có những cái buổi sáng từ 7 giờ sáng các bạn, 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng kiểu giống vậy á, mình sẽ học một cái gì đó thôi. Nói chung là mình rất là thích giờ sáng, tại vì giờ tối thì đôi khi các bạn trong mùa Tết này các bạn sẽ đi chơi bời này kia tới khuya mới về đó, tầm khoảng 9-10 giờ tới về. Giờ đôi khi giờ tối này hoạt động không hiệu quả giờ sáng đâu, mình có thể là ngủ nướng tới 7-8 giờ sáng rồi tầm khoảng 8 giờ sáng mình học tới 9 rưỡi các kiểu giống vậy đó. Sau đó mình lúc đó mình đi chơi Tết cả ngày, mình thấy rất là vui vẻ và cảm giác như nó cái bánh chưng bánh Tết nó không có bị ảnh hưởng tới mình, nên có thể là mình sẽ lập thêm một cái team học trên nhóm Zalo thôi bạn, Zalo học trên link không công khai thôi chứ mình không cần đông, tầm khoảng giờ sáng này. Nên mình muốn hỏi các bạn là khi nào các bạn nghỉ ha, để mình lấy thông tin trong nhóm của mình. Ví dụ nhiều trường hợp mà tới tới thứ bảy chủ nhật chưa nghỉ thì thực sự là mình phải chờ qua 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 Tết. Còn bạn nào trước ngày nghỉ Tết thì mình sẽ lập lập một cái team, ít nhất là học được 4-5 ngày trước Tết đã đúng không? Rồi em được nghỉ rồi, em thứ bảy nghỉ sư phụ ơi. Thứ bảy là nghỉ luôn đúng không? Tức là ngày hôm nay là ngày cuối đúng không? Ngày mai là nghỉ à, rồi thứ bảy ngày mai là nghỉ rồi đúng không? Nói chung là ngày mai là nghỉ, bắt đầu mình chơi được là từ 7 giờ tới 10 giờ sáng nhiều rồi này. Rồi mày ngay đều nghỉ rồi, ok các bạn cho mình một cái thông tin cái nha. Rồi hết thứ bảy tuần này em nghỉ rồi, chỗ em nay được nghỉ à. Rồi ok, nói chung là ngày mai thứ bảy nghỉ, được rồi, mình sẽ cân nhắc các bạn từ 7 giờ sáng tới 10 giờ sáng cái team cái vậy này, được không? Hôm nay là thứ sáu thì ngày mai mình sẽ cân nhắc cho bạn một cái team giống vậy để các bạn học. Rồi ok các bạn, rất là tốt luôn, ngày mai nghỉ thì quá tốt rồi. Điểm ra cho 10 cái nào. Hai sư phụ em dạy kịp ôi à. Giờ mới dạy kịp gì, người ta trễ 15 phút rồi ông ơi. 94 có mặt hả? Rồi ok là 94 có mặt. Rồi các bạn comment số báo danh cho bạn một tí ha. Rồi học xong rồi điểm danh cũng được. Thì hôm nay chúng ta học cái gì? Nội dung học hôm nay của chúng ta sẽ học về bài test thứ 4 của mình, là một bài test khá là hay. Được chưa? Thì trong bài test này có những cái câu là 15 câu thôi, chúng ta sẽ cố gắng giải quyết những cái câu này trong đề thi đại học, là những câu là bắt buộc chúng ta phải biết. Thì thật sự những câu này ví dụ như mình hôm nay mình học mình không biết thì mình có thể coi lại cái bộ cày test của sư phụ á. Ví dụ bạn học về hàm hợp bạn không biết á, thì quay lại bộ cày test bằng cày là những cái chuyên đề về 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 hàm hợp điểm sư phụ. Ok không? Còn nếu biết rồi thì tốt quá rồi, đúng không ạ? Thì trong này sẽ có những câu hỏi thì mình sẽ cùng cày với nhau, ok không? Thì bây giờ mình đi qua những cái câu hỏi đầu tiên của mình. Tôi học nhanh nghỉ sớm nha, 5:45 rồi, hôm nay lên trễ một tí. Hôm nay thực sự là trễ một xíu ạ. Cái file này cũng không có in ra nên rất đây.
Rồi chúng ta học nhé bạn. Đến giờ học rồi các bạn nha. Rồi bây giờ mình cùng sửa với nhau câu 1. Bữa nay có 15 câu thôi nhưng 15 câu rất là dài nha em. 15 câu rất là dài luôn. À, rồi hôm nay là tục đi vào số bạn rồi. À, thì bây giờ mình làm câu 1 nhé bạn. Các bạn cùng coi lên màn ảnh câu 1 của mình. À, có phải đề đúng không? Thì coi bên câu 1. Rồi đối với câu 1 này của mình á, cái việc đầu tiên mình sẽ có 3 bước làm đúng không bạn? À, có 3 bước làm. Bạn nào chưa học với mình á hoặc là chưa biết là bài về những cái bài về hàm hợp giống vậy á thì các bạn có thể coi là những cái bài trên phần bộ cày test của mình về nội dung nâng cao về hàm số á. Thì còn bạn có 3 bước làm như sau. Bước 1 của em á, là em sẽ đi ghi hàm f(x) ra ngoài. F(x) của em là em sẽ coi những cái chỗ mà điểm cắt với trục OX á, đúng không ạ? Thì ở trong này điểm cắt với trục OX là mình thấy là nó là bằng trừ 1, 1 và 4 thì mình sẽ ghi ra đó là x trừ cho trừ 1 là x cộng cho 1. Điểm cắt với trục OX ra x cộng 1. Điểm cắt thứ hai là ngay tại số 1 đúng không em? Là x trừ cho 1. Và điểm cắt tiếp theo là ngay tại số 4 là x trừ cho 4. Cái mũi tên cuối cùng là hướng lên trên, các bạn chú ý này, cái mũi tên nào cuối cùng hướng lên trên á thì chỗ đó là dấu dương, đúng không? À, còn ví dụ như đồ thị của bạn là có một cái điểm nào đó tiếp xúc thì mình sẽ không lấy, đúng không? Ví dụ ngay tại số 2, đôi khi ngay tại số 2 đi, là nó đang tiếp xúc tại 2 đi, có thể tiếp xúc trên hoặc tiếp xúc dưới á, thì chỗ đó là mình cũng không lấy, mình không cần ghi vào đây, đúng không bạn? À, ví dụ ngay số 2 là nó tiếp xúc thì là x trừ cho 2 á thì mình sẽ không lấy, mình đừng có ghi nó vào đây, mình chỉ lấy những cái điểm cắt với trục OX thôi. Mũi tên cuối cùng hướng lên trên là ô này là dấu dương, thì đó là cách viết fx khi họ cho về đồ thị, đúng không ạ? Rồi, nói chung là câu này mình cứ làm từng bước ra thôi. Bước 2 của mình các bạn y phải nó xuống. Y phải của mình là u phải là trừ 1 nhưng cho f phải của 2 trừ cho x. Đó. Sau đó tiếp theo là em biểu diễn y phải theo f phải. Tức là trừ 1 ghi lại. Đụng tới f phải là chỗ nào có x, em thế là 2 trừ x vào thôi. Đúng không? Chỗ nào có x em thấy là 2 chữ x vào. Vì đây là f(x), còn đây là f phải của 2 chữ x thì đụng tới f phải là em nhìn lên trên. À, chỗ nào có x em thấy là 2 chữ x vào. 2 chữ x cộng cho 1. 2 chữ x trừ cho 1 và 2 chữ x trừ cho 4. Đúng không các bạn? Rồi, thì lúc đó các bạn sẽ tiếp tục là bạn cho y phải bằng 0. Cho y phải bằng 0, ta sẽ có như sau. 2 chữ x cộng 1 bằng 0. Rồi 2 trừ x trừ 1 bằng 0. Đây là những cái bước làm em ha. 2 trừ x trừ 4 bằng 0. Rồi sau đó em đi tìm ra x thôi. X của mình là bằng 3, x của mình bằng 1 và x của mình là bằng 2 trừ 4 là bằng trừ 2 đúng không em? Bằng trừ 2. Sau đó em đi kẻ bảng biến thiên cái này là xong, là kết thúc cái bài này. Cả lớp mình có hiểu bài câu này không? Vậy ở đây ta sẽ có được là đây là x này. Đây là âm vô cùng. Trừ 2, 1 và 3 và dương vô cùng. Đây là y phải của mình bằng 0 tại ba chỗ. Thì lúc đó từ 3 tới dương vô cùng á, đúng không? Em để ý này, em xét dấu của y phải em nhìn vào đây. Thì dấu này em lấy những cái hệ số, đây là âm này đúng không các bạn? Đây là âm. Nhưng cho hệ số đứng trước x của mình là âm thì đây là âm. Hệ số x ở đây cũng là âm, âm luôn và tương tự hệ số đứng x của mình là âm, đúng không các bạn? Âm nhân âm nhân âm nhân âm là dấu dương. À, vậy ô này cuối cùng là dấu dương, sau đó đang xen dấu thôi. À, thì cái này là bài đầu tiên dễ nhất của hàm hợp, các bạn phải bắt buộc phải biết. Đồng biến ở đâu thì em đi xuống này, xuống dương xuống và dương. Đồng biến của mình là từ trừ 2 tới 1. À, đúng không? Trừ 2 tới 1 các bạn chọn được là câu đúng của mình là câu 1B. À, vậy đây là cách làm chung cho bài toán về hàm hợp các bạn. Có 3 bước làm như vậy đúng không? Bước 1 của em là f(x) rất là easy. Thằng này có thể là họ cho bảng biến thiên của đồ thị, của bảng biến thiên của f(x), họ có thể cho đồ thị của f(x) và thậm chí họ có thể cho đồ thị của f(x) để làm gì? Để bạn đi phục hồi hàm f(x) thôi. Khi có được f(x) này rồi thì các bạn muốn xét cái hàm gì đó các bạn phải y phải nó xuống đúng không? Y phải nó xuống, sau đó bước tiếp theo là biểu diễn y phải theo f(x). Đó, bước thứ ba là kẻ bảng biến thiên và kết luận thôi. Đó, kẻ bảng biến thiên, cái y phải là thằng này thì lúc đó mình xét dấu của y phải thôi. Đúng không? Câu 1 của mình là câu một gì đấy các bạn, một này của mình là câu 1B, ok không các bạn? Rồi
Nhiều bạn làm rất là tốt về hàm hợp, các bạn làm chuẩn về hàm hợp chưa? Rồi tiếp tục câu 2 của mình. Câu 2 cũng là câu tương tự, thì mời các bạn làm một lần nữa theo ba bước làm này. Tại vì mình biết là trong ở đây thực sự là bạn nào học với sư phụ đầu năm rồi thì mình không nói rồi, ngay cả những bạn ngoài tường chứ không kể những bạn lớp VIP luôn ấy, những bạn ngoài tường là mình nói những cái phương pháp này rất là nhiều rồi. Nhưng một số bạn mới theo dõi mình sư phụ gần đây thì hy vọng những cái buổi này các bạn cũng làm thay các bạn thay đổi về phần hàm hợp một tí nha. Cho những bạn nào yếu yếu nên mình cũng hy vọng các bạn mình làm chậm rãi với nhau. Rồi, câu 2 này của mình cũng tiếp tục. Có bạn nào trong đây là chưa biết gì về hàm hợp hoặc là quên về hàm hợp hợp các bạn? Các bạn comment số 1 giùm sư phụ coi. Để nếu mà biết hết rồi thì sư phụ lướt nhanh ra tí. Còn ví dụ bạn chưa biết thì mình cứ làm chậm chậm cho những bạn nào biết. Chỉ cần các bạn nào chưa biết thôi, các bạn comment số 1 hoặc đang quên rồi thì mình sẽ nhắc lại thôi. Được chưa? Câu 2 này cũng tương tự giống câu trên thôi. Thực sự là mình sẽ nói với câu 2 này. Bước 1 có 3 bước làm đúng không ạ? Có 3 bước làm. Bước 1 em ghi hàm f(x). Thực sự là có rất là nhiều cách, nhưng cách này là mình thấy là trực quan nhất. Em thấy cái đồ thị này của mình á, các trục Ox tại hai điểm đó là 1 và 2. Đúng không? Rất là nhiều bạn quên này. Vậy hả? Vậy mà làm được cũng hay hay chứ. Nè, ở đây là 1 và 2 là điểm cắt các bạn nha, bạn chú ý cái điểm giao với trục Ox ấy là 1 và 2. Vậy ta sẽ có được là đây là x trừ 1 này, nhưng cho x trừ 2. Đó là cái điều đầu tiên, đúng không ạ? Nhớ nha, chỗ nào mà ví dụ ở đây có tiếp xúc tại 3 đi thì ngay tại 3 là mình sẽ không lấy, hoặc là tiếp xúc tại 4 đi thì ngay tại 4 mình vẫn không lấy, thì hàm f(x) của em cũng là như vậy đúng không em? Ở đây ví dụ tiếp xúc tại 3 thì nhiều bạn ghi x trừ 3 vô được là tào lao nha, tiếp xúc là mình không lấy, hoặc là tiếp xúc ở dưới là x là số 4 thì ngay tại số 4 mình cũng không lấy. Rồi tiếp theo là bạn chú ý cái mũi tên cuối cùng, đây là đồ thị từ 1 tới 2 này, mũi tên cuối cùng hướng lên trên nên ở đây là phải ô là dấu này là dấu dương, rất là quan trọng dấu nha. Còn nếu như là mũi tên cuối cùng đang là hướng xuống á thì lúc đó cái này là phải là dấu âm, thế thôi. Rồi chưa? Rồi để tiếp tục là bước 2. Sao nhiều bạn quên vậy ta? Rồi câu 2 này comment được không nè, bước 2 của mình. Đối với bước 2 ở đây ta sẽ là xét một cái hàm nào đó thì mình phải y phải nó xuống, người ta yêu cầu xét cái hàm này đúng không? Thì các bạn đừng có nghĩ gì nhiều hết trơn, các bạn cứ y phải nó xuống giùm sư phụ, y phải nó xuống là u phải là trừ 2x nhưng cho f phải của 2 trừ x bình. Đúng không bạn? Rồi, sau đó là tiếp theo chúng ta sẽ trừ 2x ghi lại. Đụng tới f phải, đụng tới f phải, nhớ nha, đụng tới f phải là mình nhìn lên trên bước 1. Sau đó có gì bạn ghi vào thôi là xong. Đúng không? Đụng tới f phải bạn nhìn lên trên bước 1, có gì em ghi vào thôi là xong. Ta có x của em là bằng 2 trừ x bình trừ cho 1. X của em là 2 trừ x bình trừ cho 2. Đồng ý chưa? Chỗ nào có x em thế là 2 chữ x bình vào, chỗ nào có x em thế là 2 chữ x bình vào, đồng ý chưa bạn? Rồi sau đó bước tiếp theo là gì? Em cho y phải bằng 0 và cả bảng biến thiên thôi, cho y phải bằng 0. Vậy ta sẽ có được là từng cái bằng 0 trừ 2x bằng 0 thì ta có được là x của mình bằng 0. Thằng này của mình là 2 chữ x bình bằng 0, tức là ta có là x bình của em là bằng 1. Chuyển qua luôn nha, 2 trừ x bình trừ 2 bằng 0, tức là x bình của em bằng 0. Thì bây giờ sư phụ nói nè, ở đây cho chúng ta được một nghiệm là x bằng 0. Nghiệm này người ta gọi là nghiệm kép, tại vì phương trình bậc 2 có một nghiệm thì người ta gọi là nghiệm kép. Thằng này cho chúng ta được hai nghiệm là x bằng cộng trừ 1, thằng này cho chúng ta được nghiệm là x bằng 0. Vậy cơ bản thằng nào mà có nghiệm kép là mình bỏ thằng này bỏ đi đúng không? Tại vì những cái thứ nghiệm mà liên quan tới y phẩy mà nó là nghiệm kép, tức là bậc 2 mà có một nghiệm người ta gọi là nghiệm kép, nghiệm của bậc chẵn á và có một nghiệm đúng không, là nghiệm kép mình bỏ. Còn hai thằng này thôi, hai này vẫn ghi lại như bình thường đúng không? Em xét dấu bảng biến thiên nó ra, x âm vô cùng trừ 1, không này vẫn lấy nha, không này là nghiệm mình lẻ nè, 1 và dương vô cùng, còn không ở dưới đây là tiền cho nghiệm kép là mình bỏ. Rồi xét dấu như bình thường. Rồi xét dấu thì mình nhìn vào đây thôi, mình nhìn nhìn vào đây này, đây là dấu âm các bạn thấy không, hệ số đứng trước x nè là dấu âm, hệ số đứng trước x, hệ số bậc cao nhất á, bậc cao nhất của mình là x bình là dấu âm luôn, ở đây cũng là dấu âm luôn, vậy là âm nhân âm nhân âm là dấu dấu âm, vậy ô cuối cùng này cùng dấu là mang dấu dấu âm, sau đó đan xen dấu thôi vì điều là nghiệm lẻ mà đan xen dấu.
Người ta nói đồng biến ở đâu? Đồng biến từ 0 tới 1, các bạn chọn được câu nào đấy các bạn nhỉ? Vậy là đồng biến từ 0 tới 1 các bạn chọn được là câu câu 2B. Cả lớp mình hiểu bài chưa? Cả lớp mình thông qua hai bài, bạn hiểu được cái về phương pháp chưa? Mọi bài toán về hàm hợp mà cái dạng đầu tiên á, cái dạng đầu tiên á, thì các bạn đều làm như vậy, các bạn đều làm ra cả. Những câu 8 cộng 9 cộng về sau tư duy là đi, thứ nhất là bước 1 là em ghi hàm f(x). Bước 2 em biểu diễn y phẩy theo f(x) đúng không ạ? Bước 3 là cho y phẩy bằng 0 và kẻ bảng biến thiên. Cả lớp mình thấy ok không? Ok thì comment chữ ok. Và mình comment cho sư phụ chữ ok các được không ạ? Ở đây các bạn để ý này, đây là âm 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 là dấu gì? Âm. Thì nhiều bạn có thể xét dấu bằng cách là xét dấu của y phẩy thì nhập y phẩy vô trong máy tính cũng được, rồi cho một số bất kỳ cũng được. Nhưng mà thôi mình nghĩ là các bạn nên xét dấu theo kiểu nhanh như vậy luôn cho nó khỏe các bạn. Âm nhưng âm, đúng không? Hệ số đứng trước x á, âm nhưng âm là dấu âm. Thì ô này là cùng dấu, sau đó cứ thế đan xen thôi. À, câu này em làm giống hôm bữa, hôm trước sư phụ chữa trên bay. Ok chọn làm 4 dòng. À em thế hả, em chơi thế hả? Thôi cứ làm tự luận, em thế hả? Làm 4 dòng là gì ta? Làm cách này hả? Ok lắm sư phụ. Rồi vậy là khi bạn đã nắm được cái phương pháp rồi thì hy vọng là chúng ta sẽ sau này chúng ta gặp những bài toán này, bất kỳ một bài nào đó chúng ta sẽ không bao giờ sợ nó nữa, đồng ý không? Không bao giờ chúng ta sợ nó nữa. Rồi bây giờ tiếp tục là bây giờ tiếp tục của mình đó là câu tiếp theo, đó là câu 3. Một lần nữa chúng ta thực hành lại nha. Nói chung là cái gì cũng lỡ như mình học một cái gì đó không vậy đúng không? Bạn nào mà ví dụ như mình làm 3 câu về đúng một cái phương pháp thì bạn sẽ nắm được cái phương pháp thôi. Vậy câu 3 cho chúng ta thêm một lần về phương pháp nữa này. Các bạn thử làm câu 3 thử coi được không nha. Câu 3 ở đây cái đầu tiên của mình á, họ cho đây là họ cho bảng biến thiên. Cái bảng biến thiên ở đây mình ghi ra bảng biến thiên này lại luôn, âm vô cùng trừ 1, 2 và dương vô cùng. Đây là y phẩy. Đây là dấu dương, dấu âm và dấu âm. Thì ngay tại trừ 1 này người ta gọi là điểm tiếp xúc, hay người ta gọi là điểm kép á, tức là nó không đổi dấu. Từ âm sang âm hoặc là từ dương sang dương thì chỗ đó không đổi dấu. Nên các bạn đừng quan tâm nó. Bạn bỏ nó luôn trong bảng biến thiên cũng được. Các bạn chỉ cùng quan tâm số 2 thôi. Số 2 của mình là y phải là đổi dấu từ dương sang âm hoặc là từ âm sang dương này. Thì cái y f phải x của mình sẽ ghi lại như sau. Bước 1 của em biểu diễn f phải x này. 2 chấm. Được chưa? 2 chấm của mình. F phải x của em là bằng cái gì bạn? Là bằng x trừ cho cái điểm này, trừ cho điểm bội lẻ này này. Đây họ cho bảng biến thiên nha, ta có là x trừ cho 2. Còn cái số trừ 1 này là mình sẽ không quan tâm, đúng không bạn? Rồi bước thứ hai, người ta yêu cầu là xét cái hàm là y bằng f của x bình trừ 2. Thì từ đó mình suy ra y phẩy là bằng 2x u phẩy nhân cho f phẩy u, đúng không? Sau đó bước tiếp theo của em là biểu diễn cái y phẩy này theo cái f phẩy x, 2x ghi lại. Đụng tới f phẩy là mình nhìn lên trên, chỗ nào có x em thế là x bình trừ 2 vào, đúng không? Và trừ cho 2 thôi, đúng không? Chỗ nào x em thế là x bình trừ 2 vào. Sau đó mình cho y phẩy bằng 0 thì ta được là thứ nhất là x bằng 0, cái thứ hai được là x bình trừ 4 bằng 0. Vậy ta sẽ có được là x ở đây là bằng 0 và x là bằng cộng trừ 2. Đồng ý chưa? Cũng giống như hồi nãy mà. Sau đó mình đi cả bảng biến thiên là kết thúc 3 bước là easy, đúng không? Easy. Đây là x âm vô cùng trừ 2, 0 và 2. Những cái buổi hôm nay là những buổi làm test, đồng thời là những cái buổi mà để chúng ta ôn lại về phần hàm hợp. Đấy. Từ 2 tới dương cùng em để sát dấu này, cái ô cuối cùng này, dấu dương này. Nhưng cho ở đây là dấu dương này thì ô này là mang dấu dương và cứ thế đan xen dấu các bạn ha, cứ thế đan xen dấu thôi. Nghịch biến trên khoảng nào? Nghịch biến từ 0 tới 2 và từ âm vô cùng tới trừ 2 thì lúc đó các bạn chọn cho mình được là câu đúng của mình là câu C thôi. Rồi, 3 bước là có bạn nào không hiểu thì comment số 0 giùm mình. Bạn nào đã hiểu hết về cái phương pháp này rồi thì comment số 1. Vì những cái buổi sáng này là những cái buổi sáng, thứ nhất là chúng ta ôn lại về phần hàm hợp. Thứ hai mình cũng mong muốn là từ những cái buổi sáng này các bạn có thể là tư duy tốt về hàm hợp hơn, là chúng ta có thể làm tốt về phần hàm hợp ha. Nên là mình hy vọng bạn nào không hiểu bạn cứ hỏi. Mình không cần các bạn là phải hiểu phải gọi là phải giả bộ hiểu đâu. Các bạn cứ không hiểu các bạn comment số 0. Rồi bạn nào comment số 0 thì mình sẽ nói lại về cách làm thêm một bước nữa, là chỗ nào không hiểu mình sẽ nói cho các bạn. Được chưa? Cứ đúng 3 bước làm mình làm thôi các bạn.
Yeah. Tại vì hàm hợp, đại đa số những hàm hợp trong đề thi là những cái dạng toán, là những cái dạng toán như vậy là bắt buộc em phải biết, đúng không? À, bắt buộc em phải biết luôn đấy, chứ mình không thể là không biết đâu. Rồi, ok, Nhã Thư, Hoài Lâm, Phương Nguyễn, Quốc Vũ, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Chu Anh Tuấn. Ok, tất cả các bạn. Rồi, câu tiếp theo. Câu này là câu mức độ vận dụng và dùng cao của đề thi tham khảo năm 2020 lần thứ nhất các bạn nha. À, thì ok. Các bạn sẽ cùng làm câu 4 cùng với mình. Các bạn suy nghĩ làm câu 4 coi có được không. Câu 4 này á, tư duy của em là cũng là ba bước làm. Cũng ba bước làm nha. Bước làm hồi nãy của mình là gì đó? Bước 1 của mình là đi hàm. Bước 1 là đi tìm hàm f(x) đúng không? Bước 2 là biểu diễn theo f(x) đúng không? Biểu diễn theo f(x) như hồi nãy đó. Và bước thứ ba của em là đi kẻ bảng biến thiên. Đó, nói chung là em phải có những bước làm như vậy. Thì ở đây đối với câu 4 này em sẽ để ý cái hình vẽ cho mình một tí nha. À, các bạn sẽ để ý cái hình vẽ của mình một tí. Mình vẽ cho nó trực quan thôi, tại vì rồi, ở đây của mình là rồi mình vẽ ở đây hình một tí tại vì hình nó chưa có. Ở đây là đồ thị, đây là các bạn đọc kỹ đề, đây là không phải là đồ thị của FX. Thường thường hồi nãy là họ cho những cái đồ thị của f(x) thì mình sẽ dùng những cái điểm cắt để mình viết cái đồ, mình viết cái f(x) này này, đúng không? Mình viết cái bước 1, mình dùng những cái điểm cắt để mình viết. Còn bây giờ đây là họ cho đây là đồ thị, các bạn rõ ràng nha, họ cho đây là đồ thị của f(x), nó hoàn toàn khác nhau, đúng không? Nó hoàn toàn khác nhau luôn. Ở đây là họ cho đồ thị của f(x), mà đồ thị của f(x) của mình á là nó ở đâu các bạn? À, nó bằng không tại những điểm xảy ra cực đại và cực tiểu. Đúng chưa? Từ đây tới đây là 0 và 4 này. Và chỗ này mình cho là 4, mấy? 4,5 đi, tự cho thôi các bạn. Cho sao sắp sửa đúng là được. Cái điểm này ở đây mình tự cho là 2 đi. Được chưa? Cái điểm này mình tự cho là 2 đi, cái điểm này là 4,5 đi. Cái chỗ này giống nó lên. Thì thôi mình tự cho luôn, mình tự cho là -1. Vì sao mình có quyền tự cho? Vì cơ bản bài đang cho kiểu tổng quát. Đúng không? À, nên là mình sẽ tự cho bạn. Bao giờ thầy có file họp họp D là cái gì em? Không hiểu Hoài Lâm ơi. File tin được file gì? Hoài Lâm nói gì sơ bộ không hiểu. -1, 2 và 4,5 đúng không? Thì đây là những cái chỗ làm cho f(x) nó bằng 0 các bạn. Tức là f(x) bằng 0 tại những điểm xảy ra cực đại và cực tiểu. Đồng ý chưa các bạn? Nên từ đó em sẽ bước 1 của em sẽ ghi hàm f(x) nha các bạn. Thường thường đồ thì họ cho hàm f(x) á, thì f(x) này mình sẽ dựa vào những điểm cắt với trục ox. Còn đây là họ cho đồ thị của f(x) á, thì mình sẽ dựa vào những điểm cực đại và cực tiểu, ta sẽ có như sau, đó là x cộng cho 1. Đây là số 2 đúng không? Là x trừ cho 2. Đây là số 4,5 đúng không? Vậy là x trừ cho 4,5. Mình cũng quan trọng cái mũi tên cuối cùng luôn, mũi tên cuối cùng hướng lên trên, đây là dấu dương. Tại vì thực sự nếu ở đây họ cho một cái hàm f(x) là có hệ số là dấu dương đi, thì em f(x) nó xuống thì cơ bản cái hệ số đây cũng mang dấu dương nữa đúng không? Tại vì hệ số này cũng mang hệ số. Nên cơ bản ở đây các bạn chú ý cái đồ thị hàm f(x) có mũi tên hướng lên trên, thì cái f(x) của mình cũng ở đây là dấu dương. Còn mũi tên của f(x) đó, đây là f(x) chứ, f(x) mà hướng xuống dưới thì chỗ này cũng là dấu âm luôn. Ý bạn ý là nguyên hợp ạ. À, nguyên hợp thầy ạ. À, bao giờ thầy có nguyên hợp đề? Nguyên hợp đề là cái gì em? Nguyên hàm hả? Mấy ông này ông ghi tắt quá tôi không hiểu luôn á. Nguyên hợp là cái gì? Rồi, bây giờ tiếp tục là bước 1 đã xong nè, bước 1 em nè. F(x) bằng 0 là những cái điểm cực đại và cực tiểu, đúng không? X cộng 1, x trừ 2 và x bằng -4,5, nói chung là rất là easy đúng không ạ? À, bước 1 không có gì khó. Bước 2 mình đang xét cái hàm là gx là bằng f của x mũ 3 cộng cho 3 lần x bình. Thì suy ra g phải x của em là bằng 3 lần x bình cộng cho 3 nhân cho f phẩy của x mũ 3 cộng cho 3 lần x bình. Thì thôi lâu lâu mình làm tổng quát một bữa nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ biểu diễn này. 3x bình cộng cho 3 nhưng cho f phẩy đụng tới f phẩy là thế ngược lên trên.
đúng không, cho nó đúng phương pháp luôn. À, đây là giáo dương rồi, x chỗ nào có x em thấy là x mũ 3, x mũ 3 cộng 3 x bình vào, à, cộng 1, x mũ 3 cộng 3 x bình trừ 2, x mũ 3 cộng 3 x bình trừ cho 4,5. Người ta hỏi là số điểm cực trị thôi đúng không? Vậy số điểm cực trị là số nghiệm của g phải x bằng 0. À, thế thôi, khỏi cần cãi bạn mấy thi cũng được. Thậm chí bài này em đi đi, đi cãi bạn mấy thi là chuyện bình thường mà. Rồi mình cho từng cái bằng 0 thôi. Thứ nhất là 3 lần x bình cộng 3 bằng 0. Thằng này là vô nghiệm. Thằng này được là x mũ 3 cộng cho 3x bình cộng 1 bằng 0. Rồi thằng này bằng 0. À, bạn nắm được cái phương pháp làm, bạn thấy nó rất là nhẹ nhàng. Họ cho cái gì bạn chơi cũng được á. Tại vì mục đích của mình là đi phục hồi cái hàm f(x) thôi. Đó, nên câu này là một câu vận dụng của cái đề thi tham khảo năm 2020 đúng không ạ? Được chưa ạ? Rồi, ok. Nói chung là những cái tim sáng này mình sẽ up theo file theo theo ngày các bạn. Theo ngày cho các bạn ha. Riêng cái tim sáng mình sẽ up file theo ngày để các bạn tự giác bạn làm các bạn, chứ đôi khi up mà một lèo các bạn cũng không làm, nên là mình sẽ up theo ngày để bạn tự giác bạn làm. Có thể là coi coi file đề rồi mình làm trên 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 máy tính hoặc là trên điện thoại, khỏi in ra, khỏi in ra cũng được, nên là cái file sáng này mình sẽ up theo ngày. Đấy. Thằng này vô nghiệm, là thằng này của mình bao nhiêu nghiệm, bấm nó ra ha. Đâu rồi cái ông hồi nãy ghi cái bạn hồi nãy ghi đâu rồi, bạn Hoài Lâm đâu rồi, sao bạn im ra đây vậy ta? Hoài Lâm đâu, nói cái gì, nói lại cho sư phụ biết cái coi. Cái ông Hoài Lâm này, ông nói cái một gây gây hoang mang dư luận cho nhóm rồi ông đi đâu luôn. Ông này thật tình nha, ông Hoài Lâm này, ông làm lại ra sư phụ coi. Ông ghi cái gì đây? Sư phụ đã không đọc tắt được rồi, ông còn ghi tắt nữa, ông này. Rồi. 1 3 0 và trừ 4,5. Đâu, Hoài Lam ghi cái gì? Ông ghi ra. Hoài Lam ghi rõ cho sư phụ ra cái coi. Làm cho nhóm bắt đầu hoang mang dư luận. Thằng này cũng là vô nghiệm các bạn, thằng này là vô nghiệm nha. Thằng này có một nghiệm. Vậy cơ bản thằng này của mình là cộng lại là 1 3 1 là 5 cái, và cho được là câu A. Mai giờ tôi thấy BB không có các bạn nào 4C ha. Nào thì 4C ha. À bạn nào đã 4C đâu. À, thằng này của mình đạo hàm bị sai đó. Ok, xin lỗi xin lỗi. Thằng này đạo hàm bị sai các bạn, g và x là của mình là 3 lần x bình phương cộng cho 6x chứ. Thằng này đạo hàm bị sai. 3x bình phương cộng cho 6x chứ, đúng không? Thằng này đạo hàm bị sai này là 6x. Thì cơ bản thằng này có hai nghiệm các bạn, quên xin lỗi các bạn nha. Đạo hàm bị sai, u phẩy là bằng 3 lần x bình cộng cho 6x. À, thằng này của mình là hai nghiệm. À, vậy 2 cộng 1 cộng 3 cộng 1 là 7 cái, các bạn cho được câu C, đúng rồi, câu C. Đấy rồi, rồi câu C, câu C, ok. Ấy mà, rồi ok câu C đúng không? Rồi xin lỗi các bạn, tại vì đạo hàm bị sai chỗ này thôi. Bản chất của mình không đổi, cả lớp mình hiểu bài này chưa? Cả lớp có mình hiểu bài này không các bạn? À, ok nha. Trời tính ra lớp mình thông minh nhỉ, đâu có mất gốc lắm đâu các bạn. Vậy là thông minh quá trời rồi gì nữa. Sư phụ thử các bạn thôi. Rồi ok, thì thằng này các bạn để ý là u phẩy này nhân cho f phẩy đúng không, 3x bình phương cộng cho 6x, rồi có f phẩy thế ngược lên trên, các bạn hiểu được cái phương pháp làm chưa? Cứ đúng ba bước làm này thôi các bạn, cứ đúng ba bước làm này là cứ thế mà chơi thôi đúng không. À, sau này họ cho dễ hay cho khó vậy, bạn cứ đúng ba bước này mà buffer là rồi. À, cứ đúng ba bước này là làm thôi đúng không. À, đây là họ cho đồ thị của fx nên nó sẽ bằng không, là những điểm sẽ ra cực đại và cực tiểu bạn nha. Rồi bây giờ làm câu 5 tiếp tục của mình. À, làm câu 5. Khi họ cho đây là đồ thị của f(x) thì mình lấy điểm cắt. Còn đây là họ cho đồ thị của f(x)
thì mình lấy những điểm xảy ra cực đại cực tiểu thì lúc đó sẽ làm cho f(x) nó bằng không. Lớp mình hiểu không? Cả lớp mình bây giờ bạn nào không hiểu thì cứ hỏi đi, sư phụ trả lời chứ mình không có vội vàng đâu. Khi họ cho đồ thị của f(x) á thì mình sẽ lấy những cái điểm cắt giống như bài 1, bài 2, bài 3 á, các bạn coi lại là họ cho đồ thị của f(x) là mình lấy những cái điểm cắt. Còn ở đây là họ cho đồ thị của f(x), họ cho đồ thị của f(x) thì f(x) của mình nó bằng không tại những điểm xảy ra cực đại cực tiểu. Thì những chỗ xảy ra cực đại cực tiểu tức là những cái chỗ xảy ra điểm cực trị á, thì chỗ đó là sẽ làm cho f(x) bằng không. Hoài Lâm có hiểu ý sư phụ nói không? Thì cũng đúng ba bước làm mình làm thôi, rất là easy bạn thấy không? Khi bạn nắm được cái phương pháp làm bạn thấy rất là nhẹ nhàng đó bạn. Nó rất là nhẹ nhàng đó, mình nói thật đấy. Được chưa? Rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi bây giờ câu 5 này của mình này các bạn. Rồi ok, làm câu 5 nhé. Đối với câu 5 này của mình cũng tương tự giống vậy. Cái việc đầu tiên của em là họ cho bảng biến thiên. Bây giờ mình kẻ cái bảng biến thiên này ra một tí rồi suy nghĩ làm câu 5 này. Mỗi dạng mình cho một bài làm bài test mà, đôi khi mỗi dạng mình cho làm một bài. Rồi, thằng này của mình là họ cho f và x dương vô cùng. Đây là âm 3. Có đỡ sợ hơn về hàm hợp chưa các bạn? Đỡ sợ hơn về hàm hợp chưa? Xuống trừ 1 rồi lên về dương vô cùng. Rồi thì đối với câu này cái đầu tiên của em là bạn phải biết được là bạn phải đi viết được cái hàm f phải x của mình bằng không ở đâu. Đây là bước 1 của em đúng không? Em phải viết được cái hàm f phải x của mình là bằng không ở đâu các bạn. Thì thay vì họ cho bảng biến thiên thì ở đây là họ cho đồ thị của f phải x thôi. Đây là họ cho đồ thị của f phải x này. Thì mình biết là số 0 của mình là nằm ở đây này, đúng không? Số 0 mình phải đi tìm những cái chỗ mà làm cho f(x) bằng 0 để mình viết cái đồ thị. Thằng này là họ cho bảng biến thiên của f(x), tức là họ cho đồ thị của f(x) á, mình kẻ ngang qua thì lúc đó mình biết f(x) của mình bằng 0 ở đâu nè. Đây là đường thẳng y bằng 0. Nó cắt tại 3 điểm 1, 3 và 4. Đúng không bạn? Đó thì lúc đó ta thấy là cái điểm này là từ 1 tới dương vô cùng mình tự cho, đây là số 2 đi, tự cho. Cái điểm này mình cũng tự cho và cái điểm này cũng tự cho và tự cho tại vì họ cho đang cho tổng quát nên mình có thể tự cho. Bạn nào học trong lớp VIP rồi hoặc là những cái gọi là những cái buổi mà học tăng cường với sư phụ là những câu này làm vô tư mà. Ta có là thứ nhất là x nhỏ hơn trừ 1 thôi mình tự cho đây một số nha. Ví dụ ở đây mình tự cho đây là trừ 2 đi các bạn. Thì ta được là x cộng cho 2. Tại vì f và x của mình bằng không tại điểm này mà đúng không? Đây là điểm giao của f và x, đồ thị f và x và cái đường thẳng y bằng không. Bằng không ở đây là x cộng cho 2. Tương tự cái điểm này là mình tự cho luôn nằm giữa trừ 1 và 0 thôi, mình cho là trừ 0,5 đi. Được là x cộng cho 0,5. Nằm giữa 0 và 1 đi thì x là bằng 0,5, đúng không? Là x trừ cho 0,5. Rồi, nằm ở giữa từ 1 tới dương vô cùng mình tự cho một số bất kỳ luôn. Ví dụ mình cho là số 2 đi chẳng hạn. Đó, vậy ở đây của mình là x trừ cho 2 là bước 1 đã xong. Bước 1 của em đã phục hồi được cái hàm f(x). Vậy có rất là nhiều cách cho, tư duy của mình là gì? Họ cho đồ thị của f(x) thì mình lấy luôn những cái điểm cắt ở đây. Họ cho đồ thị của f(x) thì mình lấy những cái điểm xảy ra cực đại cực tiểu để mình viết cái đồ thị f(x). Họ cho bảng biến thiên của f(x). Câu này là câu 9 điểm của đề thi năm 2019 các bạn. Đây là câu 9 cộng câu 9 điểm của đề thi năm 2019 đúng không? Họ cho đồ bảng biến thiên của f(x), mình kẻ đường thẳng y bằng 0 vô cắt nhau tại 4 điểm. Đúng không? Là trừ 2, trừ 0,5, 0,5 và 2. Và về sau các bạn lại tiếp tục bước 2 thôi. Em y phải thằng này xuống là bằng 2x trừ 2 nhưng cho f phải của x bình phương trừ cho 2x bằng 0. Đúng rồi, rồi, rồi. Đúng không? 2x trừ 2. Sau đó biểu diễn y phải theo f(x) là bằng 2x trừ cho 2. Đụng tới f phải là nhìn lên trên. Chỗ nào có x em thế là x bình trừ 2x vào. Mới học nên mình ghi đầy đủ thôi cho về sau quen rồi thôi khỏi cần ghi cũng được luôn ấy. Đấy, đúng không? Chỗ nào có x em thế là x bình trừ 2x vào. Chỗ nào có x em thế là x bình trừ 2x vào. Đồng ý không? Chỗ nào có x em thế x bình trừ 2x vào thôi. Vậy người ta hỏi là số điểm cực trị. Số điểm cực trị là nghiệm của y phải bằng 0. Đó. Khi em làm tổng quát thì bài này người ta có thể là hỏi tính đơn điệu, người ta hỏi là cái gì bạn cũng biết được cả. Nên ở đây là mình làm tổng quát ra cho mấy đứa đó. Là x của mình là bằng 1 nè. Thằng này của mình là x bình trừ 2x cộng 2 bằng 0 nè. X bình
trừ 2x cộng 0,5 bằng 0 nè. X bình trừ 2x trừ 0,5 bằng 0 nè. Và x bình trừ 2x trừ 2 bằng 0 nè. Đúng không? À, sau đó bạn giải quyết đi tìm x thôi. X của mình bằng 1. À rồi, ở dưới bấm máy tính thôi các bạn. Hôm nay có 15 bài thôi mà mới mới tới câu 5 thôi bạn thấy không? Tại vì thực sự là hàm hợp mức ở mức độ này nó hơi làm thôi. 1 5 3 nó 1 trừ 2 và 2. Thằng này vô nghiệm. Rồi, thằng này của mình là cộng 0,5. Thằng này là 2 nghiệm. Tô Lâm hiểu bài cho em. Tô Lâm nắm được cái phương pháp làm cho em. Tô Lâm đâu rồi? Tô Lâm comment cho sư phụ biết rồi. Nếu Tô Lâm hiểu là ok nè. 2 nghiệm. Đây cũng là 2 nghiệm rồi. Vậy chung quy là tức là 2 cộng 2 cộng 2 cộng 1 là 7 nghiệm, các bạn cho được câu C. Rất là easy thôi. Nếu bạn nắm được cái phương pháp làm mình nói các bạn là không có gì mà khó khăn với các bạn ạ. Được không? Khi bạn nắm được cái phương pháp làm rồi thì lúc đó bài nào cũng giống như bài nào thôi. À, tức là bạn hiểu được cái cốt lõi của đề của mình đó, thì lúc đó bạn bạn ok đúng không? Nên là cái cốt là vẫn là cái gì đó, cái cốt là nó vẫn là đúng ba bước làm: bước 1, bước 2, bước 3. Vậy là sau này em cứ nhớ là cái bước 1 này họ có thể cho bạn biến thiên của f(x), họ có thể cho đồ thị của f(x), họ có thể cho cái dạng giống vậy để mình đi tìm điểm cắt, và họ cũng có thể cho đồ thị của f(x), tức là có bốn cách cho thì là xong. Đúng không bạn? Đó. Cả lớp mình có bạn nào đỡ sợ hơn về hàm hợp chưa? Thì các bạn cùng comment đỡ sợ hơn về hàm hợp rồi này. Tức là những cái bạn nào rất là yếu về hàm hợp á. À, mình hy vọng là những buổi sáng này mình giúp được ai mình giúp. Đúng không ạ? Nên là những bạn nào học với sư phụ rồi thì những cái này làm đã chán rồi. Còn là bạn nào chưa học thì hôm nay mình cũng đã tự tin hơn về phần hàm hợp. Đó là chúng ta đỡ sợ hơn về phần hàm hợp rồi chưa? Đúng không? Mito ra C mà không dám comment. Ông này xạo quá ông ơi. Đó. Thầy thấy mấy bạn 5D nên không dám comment. Rồi đâu đứa nào 5D đâu. Thế là 5D hết à? À thế là 5D hết à? Mai giờ mình để quên đáp án. Ôi trời ơi, 5D hết. Không sao, đúng không? Có sai mới có sửa các bạn. Những bạn 5D comment giùm sư phụ lại là cho sư phụ là 5C coi, và mình sửa sai giùm sư phụ á. Sai chỗ nào thì sửa ngay chỗ đó lại, đúng không? Không cần học vội các bạn nha. Những cái buổi sáng này là mình học cho chắc các bạn. À, 5C đúng không? Sai chỗ nào mình sửa chỗ đó. Các bạn sai chỗ nào vậy mà sao comment chữ 5C này ta? Số điểm cực trị ở đây là có 7 cái, đúng không? Có 7 cái. Rồi comment là 5C giùm sư phụ. Rồi tiếp tục làm qua câu 6. Câu 5 là câu 9 điểm của đề thi năm 2019. Hiểu bài chưa? À, quê quá sư phụ ơi, bình thường mà, có gì đâu quê. Thực sự là bình thường, không có gì mà quê cả, cuộc sống mà. Nói chung có sai mới có sửa, đúng không? Chúng ta không sai mới gọi là đáng sợ, còn sai là chuyện bình thường của quốc gia thôi, đúng không? Rồi, 5C bình thường thôi. Rồi, làm qua hình một tí nè. Có gì đâu mà nói chung là mình không đừng có ngại quê, đừng có bao giờ quan trọng ai nghĩ về mình. Những cái bạn không comment á, sư phụ cũng nhắc lại nha, bạn cứ comment đi. Đừng bao giờ mình sợ ai nghĩ gì về mình cả, đúng không? Quan trọng bản thân mình tiến bộ mỗi ngày là ok rồi, còn ai nghĩ gì về mình cũng không quan trọng cả. Đúng không? Mình sống là miễn sao mình không cảm thấy hổ thẹn, mình ok, mình cứ comment trực diện cho sư phụ, đúng hay sai không biết, nhưng mà mình đã tự tin mình comment là một cái gọi là cái can đảm và cái lợi thế của mình rồi. Nên các bạn cứ tự tin comment đi, dù đúng dù sai gì các cứ bập, sau này các bạn đi làm hay bất kỳ một công việc gì cũng vậy, đúng không? Cứ xông pha vô đã, đừng có bất kỳ đừng có nghĩ. Mình sợ nhất là những cái bạn nào mình thường thường mình hay có thái mình ngại một cái vấn đề gì đó bạn, tức là mình sợ là mình hỏi người ta sẽ đánh giá mình làm cái gì đó người ta đánh giá mình, thì về sau bạn có cái tư tưởng đó các bạn sẽ rất là khó mà để thành công trong bất kỳ một công việc gì đó. Nên là cơ bản là các bạn phải là đừng hạ thấp bản thân mình xuống và đừng bao giờ quan trọng người khác gì nghĩ về mình, và cứ thế là bạn cứ làm thôi. Thì lúc đó bạn làm với tâm thế rất là nhẹ nhàng, miễn sao mình làm không hổ thẹn với những cái việc làm, hổ thẹn với lương tâm là được, đúng không? Đó là thật sự là toán học cũng là một cái bộ môn mà như cũng là rèn cái tính cách của mình sau này luôn các bạn. Đó. Nên mình cũng hy vọng là các bạn cứ comment đi, sợ sai cái quá gì, đúng không? Có gì đâu mà sợ sai. Rồi câu 6 nè, comment thử ai làm rồi comment câu 6 luôn nè. 6D đúng không? Rồi ok, 6D. Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông. Vậy đây là một cái hình nón này.
Thực sự mới khăng khăng vô làm bài mà không có dạng thì rất là khó. Tại vì ví dụ như nếu mà sư phụ dạy mấy đứa thường thường là chia ra từng dạng một, dạng thiết diện nè, dạng quay trục nè, rồi dạng nội tiếp ngoại tiếp. Nhưng mà ví dụ ở đây là mình đưa vô một cái bài luôn á, thì các bạn cũng ráng chú ý nha, cho những cái bạn nào mà mình yếu về hình nè. Thiết diện là gì các bạn? Thiết diện tức là mình lấy một con dao, mình sẽ từ trên xuống dưới qua trục của nó, đúng không? Sẽ một con dao, ví dụ ở đây là đây là một cái nón này, em lấy một con dao em sẽ qua trục của nó, thì qua trục của nó ra được một cái tam giác. Thiết diện của nó là một cái tam giác giống vậy, đúng không? Và người ta nói là thiết diện này là một cái tam giác vuông cân. Vuông cân thì em để nó sẽ luôn luôn vuông cân tại đỉnh, tại vì cơ bản là thằng này của mình là bằng đường sinh nè, bằng đường sinh là bằng L nè, thằng này người ta gọi là bán kính nè, còn ở đây trong này người ta gọi là đường cao của khối nón nè, đúng không? Nên là khi người ta nói là vuông cân thì vuông cân tại đỉnh thôi. Thằng này của mình là bằng A, thằng bằng A. Dĩ nhiên AA rồi thì lúc đó cái này của mình được là Pythagore, được là A bình, còn A bình là 2A, được là A căn 2. Vậy từ đó em kéo nó xuống, em kéo nó xuống, em để ý là cái tam giác cụ này của mình, cân mà, đây là trung điểm. Thì thằng này của mình được là A căn 2 phần 2. Mình để cái thứ tự vô đi cho nó dễ ha. Ta có HB của mình á là bằng A căn 2 phần 2. Rồi ta có AB của mình á là bằng A. Người ta yêu cầu tìm diện tích xung quanh. HB của mình người ta gọi là R các bạn nha. Còn AB này người ta gọi là L. Diện tích xung quanh là của cái nón là BRL, đúng không? Đó là diện tích xung quanh của hình nón, là bắt buộc em phải nhớ công thức. Em không nhớ công thức là tôi đánh đòn cho luôn đó nha. Diện tích xung quanh là BRL, vậy B nè, R của mình là bằng A căn 2 phần 2. Câu này câu dễ thôi. L của mình bằng A. Vậy được là câu đúng của mình là câu A bình căn 2 phần 2, các bạn nhận được là câu D. Đó, ok không? Có hai ta C thôi. Rồi. Câu 6. Ok, câu 6 cho anh Tuấn con mình chưa? Rồi, 6C cho anh Tuấn là Nguyễn Ánh, 6E ra C. Ông rồi, 6D, 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 6D và câu D mới đúng nha. Rồi, câu D bình thường, sai là chuyện bình thường. Vậy mình sai ở chỗ nào mình coi lại giùm sư phụ coi. Các bạn chưa chia hai cái này đúng không? Đây là của mình là ta có là R của mình là chia đôi các ông ơi. HB của mình là chia đôi ra giùm sư phụ, đúng không? Nên ta có là HB là chia đôi, R của mình là từ H tới B này, đây là AHB này. Đúng không? Đường sinh là những cái đường bao quanh. H là đường cao, còn HB người ta gọi là bán kính. Đồng ý chưa? Vậy là câu 6D. 6D nha, nhẹ nhàng rồi đó. Rồi tiếp tục câu câu 7, những câu tiếp tục câu 7 tiếp tục của mình. Hình thường thường các bạn rất là sợ hình, nên hình đôi khi mình làm chậm chậm các bạn một tí, bạn nào không hiểu thì con mới nói liền nha. Người thành công luôn có lối đi riêng biệt. Đây đây người ta đây CT là gì đấy ta? Đọc nát không được. Riêng biệt mà riêng biệt phải đúng nha ông. Riêng biệt mà sai là lo con mình lại đi cho riêng biệt nữa, đánh cho về riêng biệt. Rồi câu 7 của mình, riêng biệt phải đúng cơ. Riêng biệt mà còn sai nữa là sao mà được. Rồi, trong không gian cho tam giác ABC tại A, AB bằng A, AC bằng A căn 3. Tính độ dài tính độ khi quay tam giác ABC. Bạn đọc câu văn nè, đây là bài toán quanh trục. Quay quanh trục. Thường thường nếu quay quanh trục gì đó thì trục đó sẽ nằm ở giữa các bạn nha, trục đó phải nằm ở giữa. Tức là quay quanh trục thì trục AB phải nằm ở giữa, đúng không? A và B nằm ở giữa. Rồi, bạn đọc lại D, ở đây D bài họ cho là tam giác ABC của bạn là vuông tại A. Nên cơ bản cái A của bạn chắc chắn phải nằm ở đây, còn B nằm ở trên. AB phải nằm ở giữa. Hình này của mình là như vậy. Đó, đúng không? Khi quay quanh trục AB thì chắc chắn AB phải nằm ở giữa. Nhưng mà mình không biết B ở dưới hay là A ở dưới thì mình đọc cái tam giác của đề bài. Tam giác vuông tại A thì chắc chắn A phải nằm ở đây, thì lúc đó nó mới vuông, nó mới đảm bảo vuông được để bạn quay nè. Bạn lấy C bằng quay qua anh AB ra được cái điểm này, ra được cái hình nón, đúng không? Ra được một cái hình nón giống vậy, đồng ý với nhau chưa? Thì thằng này của mình là chính là R nè, thằng này đường sinh là L nè, thằng này là R các bạn, còn thằng này của mình là H. Đó, ok không? Đây là dạng toán quay quanh trục. Quay quanh trục gì đó thì trục đó phải nằm ở giữa. Rồi bạn bỏ vô thôi. Ta có AB là bằng H, đề bài họ cho bằng A. Ta có AC là đề bài họ cho là bằng R. R ở đây là bằng A căn 3. Vậy từ đó tìm ra L thôi. L là đường sinh, là BC là bằng L. Mình bằng cách là mình Pythagore thôi các bạn ha.
Ta có là AB bình cộng cho AC bình, Pythagore thôi. AB bình là bằng A bình cộng cho AC bình là 3A bình, được là 2A. Vậy từ đó các bạn sẽ có được LHR giống vậy. Thì lúc đó độ dài đường sinh của bạn là L bằng 2A, các bạn chọn được câu 7 của mình là 7B. Ok không? Easy, câu này vẫn là câu dễ thôi. Rồi, câu 7B. Rồi, 7 của mình là 7B các bạn nha. Rồi, tiếp tục ha, tiếp tục của mình. Rồi, câu 8. Rồi, câu mình câu 8 nha. Rồi, câu 7 của mình là như vậy. À, vẽ ra cái thôi. Quay quanh trục gì, nhớ quay quanh trục gì đó thì trục đó nằm ở giữa. À, thì ở đây là vuông tại A nên A nằm ở dưới. À, nếu mà bạn cho A nằm ở trên nó vô lý lắm. A nằm ở dưới để mình quay. Rồi, câu 8 tiếp tục. À, câu 8 này là một câu mà đề thi năm 2017 cũng cho, 2019 cho và 2021 cho. Dạng này là dạng xu hướng đó bạn. À, cái dạng dạng kiểu giống vậy nè, nên bắt buộc em phải biết làm câu 8 này. Bạn nào không biết làm câu 8 thì chú ý cho mình lên trên bảng, tại vì thực sự trên trên giấy, tại vì thực sự là câu này là câu quan trọng. Nếu em làm không được thì mất đi một cơ hội của điểm này rồi, tại vì câu này rất là hay gặp trong đề thi luôn. Đúng không? Cả lớp mình chú ý câu 8 này, bạn nào ra được 8C không? Ok, là 8C hết hả? Cho hình nón có chiều cao H bằng A, bán kính R bằng 2A, mặt phẳng B đi qua S, cắt đường tròn đáy tại A và B. Cái hình nón của mình là như vậy. Thực sự mình hy vọng á, những buổi sáng nay á, mình giúp được các bạn ở đâu mình rất là mong muốn là như vậy á, nên các bạn ráng học với mình một xí nha các bạn, đừng có nản, các bạn chỉ cần siêng với sư phụ thôi là được. AB nè, đó cái hình nón này đi qua S, đi qua đỉnh S nè, và cắt cái đường tròn ở đấy tại hai điểm A và B. Đây là A và B của mình nè các bạn, đồng ý chưa? Thì lúc đó sao cho AB bằng 2 căn 3, mình nốt nó lại nha. AB của bạn là bằng 2 căn 3. Ở đây mình đặt là M nữa đi ha. M là trung điểm của AB. Đúng không? Tại vì ta có ở đây là này, đúng không? À, ta có cái điểm này nè, cái điểm O này. OA và OB là tam giác cân vì bằng bán kính ở đấy. Ta có OM vuông góc với AB chắc chắn rồi, nên là M và trung điểm của AB. Thì OM nó sẽ vuông góc với AB nha, đây là góc vuông này. Vì sao nó vuông, mình nói là vì M là, mình gọi M là trung điểm AB nha, là trung điểm AB thì chắc chắn OM là phải vuông. Thường thường các bạn sẽ có những cái, các bạn đã ghi thằng này vô, các bạn nên ghi cái điểm M vô nữa, chắc chắn nó sẽ dùng tới thôi, 100% luôn ấy. OM nó sẽ vuông góc với AB. Người ta yêu cầu tìm khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến B. Tâm là khoảng cách từ O tới mặt phẳng của mình, mặt phẳng của mình là mặt phẳng SAB, là mặt phẳng này đúng không ạ, mặt phẳng SAB. Vậy các bạn sẽ dùng cái phương pháp ba quyền để đi tìm góc, nó quay lại cái phương pháp ba quyền. Quyền thứ nhất, xác định cạnh đáy của mình là cạnh AB. Cái thứ hai nữa là tiếp tục là đường cao của mình là SO, đúng không? Sau đó đi múa quyền là ra được khoảng cách. Bạn nào không biết quay lại bài đó, những cái bộ quà Tết lấy góc hình học không gian, học về phương pháp ba quyền này lại. AB là cạnh đáy của mặt phẳng, SO là đường cao của cái khối chóp. À, đường cao của cái, mình cứ coi SOAB này là một cái đường cao của khối chóp thôi, một cái khối chóp tam giác thôi, sau đó bằng múa quyền thôi. Từ O kẻ vuông góc với AB, từ S nối xuống, đúng không? Rồi từ O này tung đường cao lên trên thì OH này chính là khoảng cách, thế thôi, đúng không? Vậy khoảng cách ở đây cần tính đó chính là bằng OH, người ta gọi là phương pháp múa quyền, đúng không? Khoảng cách từ O đến SAB là bằng với OH. Bạn nhắm mắt bạn làm cũng được nữa các bạn. Nè, nhắc lại nè, AB là cạnh đáy, đúng không? Đó, SO là đường cao. Bây giờ tìm khoảng cách từ O tới SAB, đúng không? Tung đường quyền này, đường quyền thứ nhất vuông góc với AB kẻ vuông này, S này nối xuống này, tung đường quyền lên trên, nhắm mắt làm cũng được nữa. À, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính nè. Ta có tính OH đúng không? Người ta yêu cầu tính OH, phải 1 phần OH bình bằng 1 phần SO bình cộng cho 1 phần OM bình. Có SO chưa? Có tất cả chưa? Rồi, ở đây họ cho H là bằng A, mình nốt nó lại nha. H bằng A tức là bằng SO, cái SO đây đã có rồi. Ok, SO đây đã có rồi đúng không? Mình đã cho góc vuông là đã có này. Cái OM có chưa? OM chưa có. Thì OM mình sẽ ráp vô cái tam giác OAM. OAM là một cái tam giác vuông tại M nè. Đúng không bạn? Họ cho cái gì các bạn?
Họ cho AB là bằng 2 căn 3. Nên từ đó chúng ta suy ra được AM của em là bằng căn 3. Đúng không? OMA thì có MA là bằng căn 3. Cái thứ hai được họ cho bán kính của mình là bằng 2A. Thì bán kính là từ tâm tới những điểm nằm trên đường tròn ở đây là OA. Và là bằng bán kính. Vậy ta có được AM nè, ta có được OA vuông tại M, thì OA là cạnh huyền, OB và BA là cạnh góc vuông, nên từ đó ta sẽ được là OM bình là bằng căn của OA bình trừ cho MA bình. Đúng không ạ? Trừ cho AM bình hay là MA cũng được. Đoạn Pythagore lên thôi. Vậy là xong là bằng thằng này là mình khỏi căn luôn đi, mình phải lấy bình phương mà, mình khỏi căn luôn. OA của các bạn là bằng mấy? OA của các bạn là bán kính là bằng 2A là 4A bình. Trừ cho MA ở đây là bằng căn 3 là trừ cho 3A bình là bằng với A bình, đúng không? Căn 3A mà. Đúng không? Căn 3A là bằng A bình. OA bằng 4 trừ cho 3 là bằng A bình. Vậy thế vô thôi, 1 phần OH bình bằng 1 phần SO là 1 phần A bình cộng 1 phần A bình. Đúng chưa bạn? Thì lúc đó các bạn suy ra bấm máy tính thôi. 1 chia 1 cộng 1 chia 1 là bằng 2 phần A bình. Và từ đó suy ra OH bình là bằng A bình chia 2. Hay suy ra OH của mình là bằng A chia căn 2 hay là bằng A căn 2 phần 2. Các bạn trả lời câu đúng của mình là câu C. Hiểu bài không ạ? Thật sự trình bày dài dòng vậy thôi. Câu này là phương pháp là bạn vẽ được cái hình cái làm ra luôn đó bạn. Đó, trình bày dài dòng vậy thôi chứ thực sự là nó cũng nói chung là như vậy mà. Chứ chả biết phải nói sao nữa. Thật sự là có hiểu bài không ạ? Đề này căng quá hả? Đề này toàn những câu vận dụng các bạn. Về đại là mình sẽ đưa ra những vận dụng vô. Câu này cũng là câu vận dụng của 8 của đề thi của hình nón nè. Câu này 3 năm liên tục nó họ cho rồi các bạn. Nên là đầu tiên là mình phải hiểu được cái phương pháp góc khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng. Mặt phẳng là mặt phẳng SAB. Bạn nào yếu quá quay lại những cái buổi bồ qua Tết coi lại phần phần lấy góc về hình học không gian tầm 3 4 buổi gì đó bạn coi lại. Cái thứ hai nữa là bạn thấy là mình phải thực sự là ở đây là mới học á, mới bạn nào mới tiếp xúc với dạng này thì nó khó cho làm nhiều nó quen các bạn. Họ cho ở đấy là OA là bằng R bằng 2. Họ cho AB tính được AM vì M là trung điểm mà, được là AM bằng căn 3A. Pythagore tìm được là cái O OM. Đúng không? Có OM có được SO rồi, thế ở đây tìm ra xong. Đúng không? Căn nào quá thầy ơi hả? Rồi ok. Giờ mình sẽ lấy bạn Kiên Kiên làm góc nha, Huy làm góc. Đó, hai bạn này chúng là comment giùm sư phụ nha. Giờ bây giờ là câu tiếp theo là hai bạn này làm góc nè. Hai bạn này hiểu là coi như là mình sẽ lướt qua, còn mà hai bạn này không hiểu là mình sẽ hướng dẫn. Bây giờ cứ mỗi câu là mình sẽ lấy một bạn làm góc nha. Bây giờ lấy Kiên và Huy làm góc, chúng ta sẽ làm hai câu này, đúng không? Đề này có 15 câu rồi, mới câu tới câu 9 rồi ta. Chua quá nha. Đúng không? Đề này chua mà, đúng không? 15 câu. Hôm qua 20 câu làm nhanh chứ đề này 15 câu này là bằng bằng phải 40 câu bên kia. Rồi, câu 9. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đều bằng A căn 2. Đọc đề nha. Bộ quà Tết ngoài trang fanpage. Ông ơi, trang fanpage của sư phụ đang like nè. Ngay cái bài đầu tiên ghi ở trên 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 trang fanpage luôn đấy. Cho hình chóp tứ giác đều. Vẽ tứ giác đều và đầu tiên đọc cái tứ giác là vẽ tứ giác nè. Tứ giác đều có đáy là hình vuông. Sau đó vẽ đường cao nó lên. Thì đây là dạng của tứ giác đều. Cứ làm từ từ thôi. Những cái ông nào yếu hình là cứ đụng tới hình cái là rung rung hết lên rồi đúng không? Nên cứ làm từ từ cho mấy ông này lấy kiên và ông nào làm góc quên rồi ta. Lấy kiên và cái ông Huy làm góc nha. Đó, hai ông này chúc comment cho sư phụ nha. Tập trung nữa bạn. Có cạnh đều bằng A căn 2. Tức là cạnh đáy cũng bằng A căn 2 và cạnh bên cũng bằng A căn 2 luôn nha. Họ cho như vậy. Hình này là hình vuông, tại vì khi họ cho tứ giác đều á thì đáy là hình vuông. Khi họ cho tứ giác đều nha, tứ giác đều là hình gì nè? Tứ giác đều là hình có cái dạng là SA bằng với SB bằng với SC bằng với SD và đáy của em là một cái hình vuông, tức là ABCD là hình vuông. Đấy, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có là cạnh đều cạnh bằng A căn 2 cả, tức là thằng này cũng bằng A căn 2. Hình vuông này cũng bằng A căn 2. Đó, mình nốt nó lại như vậy thôi.
Rồi tiếp tục. Đường thể tích V của khối nón định S, có một cái định S gì đó. Có một cái khối nón định S và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp cái tứ giác. Rồi bây giờ mình tập vẽ hình nè, nội tiếp tứ giác đúng không? Thì bây giờ cái S này á, gọi là đường sinh. Thằng này gọi là đường sinh nè đúng không? Rồi. Vậy bây giờ các bạn để ý nè, ta có H nón là bằng SO. Trực quan cho hình vẽ thôi, đừng có suy nghĩ gì nhiều. Đường sinh của nón là bằng SM. Đúng không? Mình biểu diễn nó là tại vì mình muốn đi tìm thể tích là mình đi tìm ba đại lượng là HRL thôi, HL này. R của mình chính là OM. R nón là bằng OM, cái gì dễ chơi ra trước các bạn để ý. Ta có OM nhìn trực quan trên hình vẽ. OM là bằng AD chia đôi, vậy tìm OM trước là dễ nhất. Nhìn vào hình vẽ thôi chứ đừng có suy nghĩ quá vậy cũng mất công. Đụng đụng tới nội tiếp cứ nhớ tới lớp 9 là nội tiếp ngoại tiếp là cứ rung lên, nó thực sự lên lớp 12 nó dễ lắm bạn, vẽ nội tiếp thôi. Thì OM người ta gọi là bán kính ở đáy này đúng không? Trực quan ở trong cái hình nón này. Thì OM là bán kính ở đáy là bằng gì bạn? A căn 2 phần 2 thôi chứ cái gì nữa. Rồi, đúng không? Tại vì cạnh bằng A căn 2 từ đây tới đây là bằng AD chia đôi trực quan hình vẽ này. Hoặc bạn nào để ý là O là trung điểm. Nó M là trung điểm thì OM là đường trung bình của tam giác ACD là bằng 1 phần 2 AD, A căn 2 phần 2. Bạn nhìn lên là thấy rồi. Rồi cái tiếp theo bạn tính là tính SO cho mình là dễ nhất. Tính SO cho sư phụ. Tính SO và có được cái OM rồi thì các bạn tính được SM thôi. Tại vì các bạn có được là thằng này của mình là R nè. Thằng này của mình là được là H, có R có H chắc chắn tìm được L thôi. Thì những cái thằng này đã đa số mình khuyên các bạn là nên đi tìm là H và R là trước. Nó dễ bằng H của mình ở đây là SO. Thì bạn ráp vô cái tam giác gì? Tam giác SOD. Đó, tam giác này nè. Rất là khéo léo ráp vô tam giác này để tìm ra được cái SO. Ta có SD là cạnh của thằng này bằng A căn 2. OD đúng không? OD là đường chéo của hình vuông. Tìm SO nha, OD là đường chéo của hình vuông. Là bằng BD, BD của mình là bằng cạnh nhân căn 2, đường chéo của hình vuông này là cạnh nhân căn 2. Cạnh của mình là bằng A căn 2. Nhưng cho căn 2 là bằng 2A. Vậy từ đó suy ra OD của em là bằng A. Rồi, cái OD này là bằng A. Phải Pythagore thôi, vuông tại đây đúng không? Pythagore thằng này bình phương lên được là 2A. Trừ cho A bình được là A bình, vậy SO của bạn được là A. Đúng không? SO của bạn Pythagore thôi, 2 trừ 1 là SO bằng A là H. Từ đó có R có H rồi thì bạn tìm được L thôi, tức là tìm được cái SM thôi. Hoặc là em chú ý là trong cái hình nón luôn luôn có một cái công thức đó là gì? L bình bằng H bình cộng R bình. Tại vì đây là những cái đại lượng của hình nón này. Đây là R này, đây là L và đây là H này. Thì ta có H bình cộng R bình luôn luôn bằng R bình, đúng không ạ? Bằng L bình. Hoặc là anh để ý nè, ta có hình nón là S OM này đúng không? Cái hình nón của mình hồi nãy mình vẽ bạn á, đây này, hình nón ở dưới đáy này. Thì ta có SM, SO và OM, có OM và SO rồi thì tìm được SM thôi. Đúng không ạ? Vậy từ đó suy ra SM giùm sư phụ luôn. Ta sẽ là suy ra SM luôn là bằng Pythagore luôn. Thằng này của mình là A căn 2 chia 2 bình luôn nên hiểu bài không? Câu này mình thấy mình giảng bị vấp vấp vậy đúng không? Bạn hiểu bài không bạn? Hiểu chứ đúng không? Nói dùng vấp vấp cũng phải hiểu chứ. Căn 6 phần 2A. Đấy, đó SM là Pythagore thằng này bình phương lên. Ta có O mà bằng A căn 2 phần 2 này cộng cho A bình này, rồi căn nó lên thôi là căn 6 phần 2A. Rồi SM bằng căn 6 phần 2A rồi thì có được tất cả rồi, các bạn đi tìm thể tích thôi. V của mình là bằng gì? 1 phần 3 pi R bình nhân H. Ở đây khỏi cần tìm L cũng được. Đây là L nè. Nhưng mà bài này người ta đâu hỏi gì liên quan tới R thôi, khỏi cần tìm R luôn cũng được. R bình là bằng A căn 2 phần 2 bình phương. Nhưng cho H là nhưng cho A là bằng công thức là bằng gì các bạn? Ta có thằng này của mình ra được là pi 22 là 1 phần 6 A mũ 3. Các bạn chọn được là câu C. Rồi hồi nãy mình hai bạn lấy góc có hiểu bài không em? Câu này đi vẽ hình ra thôi chứ không có gì cả, đúng không? Thì sau này làm quen rồi bạn đại nhanh tốc độ rất là nhanh thôi. Mới đầu học thấy thấy bậy bậy đó, chứ về sau làm quen rồi rất là nhanh thôi các bạn. Các bạn cứ vẽ hình nó ra. Thì trực quan trên hình vẽ ta có là OM là bán kính, SO là đường cao, còn SM này gọi là đường sinh của cái hình nón.
Đó, do SM gọi là đường sinh của hình nón và thế các bạn làm thôi, đúng không các bạn? À, đôi khi học hình vẽ nhiều bạn lại bị sợ một tí, nhiều bạn bị sợ một tí, nhưng mà các bạn làm quen rồi thì rất là easy thôi. Đó, Kiên hiểu là các bạn còn lại hiểu không? Lấy hai bạn này làm góc nha. Rồi, không hiểu thì cứ hỏi sư phụ. Có bạn nào không hiểu thì hỏi luôn sư phụ để sư phụ nói này qua câu 10. Hôm nay mình mong muốn các bạn đều hiểu hết bài. Đó. Mình nhìn S H nón bằng SO đúng không? OM là bằng AD chia đôi à, tính SM. Rồi, thôi câu 10 ha. À, câu 10 và câu 11 thôi qua sư phụ qua nha. Sư phụ qua câu này nha, không ai hỏi gì thôi nha. Các bạn nào có hiểu bài comment số 1 giùm sư phụ coi được không các bạn? À, câu 10 tiếp tục. Thôi làm nhanh này. Thực sự học học ở đây nó làm mỗi câu á nên sư phụ sợ các bạn không hiểu, tại vì phân ra từng dạng làm mỗi dạng 5 4 câu thì bạn dễ hiểu. Còn đôi khi mà các bạn kia là kia. Khi nào cũng vậy mà trọng nha. Diện tích mặt cầu của mình là chu vi. Ta có diện tích của mặt cầu là bằng 4 pi r bình. V của cầu là bằng 4 phần 3 pi nhân r mũ 3. Vậy từ đó ta có là ở đây là r của mình là chu vi đường tròn lớn. Là chu vi của đường tròn, công thức của lớp dưới là bằng 2 pi r. Diện tích của tròn là bằng pi r bình. Vậy tức là ở đây họ gợi ý cho mình đây là diện tích của mặt cầu và thế của mặt cầu, bắt buộc em phải nhớ được công thức. Họ cho chu vi đường tròn đáy của mình là bằng 4 pi và đó là 4 pi thôi, từ đó suy ra r của em là bằng 2. Có r bằng 2 rồi, em muốn đi tìm em đi muốn muốn đi tìm diện tích của mặt cầu em thế vào đây thôi các bạn ha. Ta có s của mình là bằng 4 pi nhân cho 2 bình là bằng 16 pi. Các bạn chọn được là câu đúng của mình là câu B, đúng không? Câu 10 của mình là câu 10B. Rồi. Không có gì khó đâu, nhớ công thức của đường tròn. Chu vi của đường tròn, sau đó nhớ công thức diện tích của mặt cầu bằng thế bằng làm thôi, đúng không? Rồi, tiếp tục câu 12. À, câu 11. Còn 4 câu thôi, làm nhanh nghỉ sớm này, câu 11. À, cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó. À, được thiết diện là một hình vuông. À, đây là cái hình hình trụ của mình các bạn. Rồi, đây là hình trụ của mình nè. Khi bạn cắt một thiết diện qua trục, đó tức là cắt một xé xuống trục, ta được một cái hình vuông. À, đây là trục của nó, ta một cái được một cái hình vuông giống vậy, đúng không? Có cạnh là bằng 3a, thằng này là bằng 3a này, cạnh này cũng bằng 3a này, đồng ý chưa? Trong hình trụ có một cái đại lửa, các bạn chú ý đó là l l l luôn luôn bằng h, đây là l này, đó đây là l và đây là h này, l luôn bằng h và đây là r, rồi. Thì nói chung bây giờ mình đi tính diện tích toàn phần, nhớ công thức diện tích toàn phần của hình trụ. Không nhớ là thua các bạn. 2 pi rl cộng 2 pi r bình, đây là diện tích toàn phần của hình trụ. Diện tích toàn phần của hình nó là pi rl cộng pi r bình. Còn diện tích toàn phần của hình trụ là nhân đôi lên thôi là 2 pi rl cộng 2 pi r bình. Thì ở đây ta có là thứ nhất là r của mình là nhìn vào hình này, r là từ đây tới đây là bằng 3a phần 2. L của em trực qua hình vẽ là đây đúng không ạ? Hình vuông cạnh là A mà, 3A mà, L bằng 3A. Vậy từ đó suy ra diện tích toàn phần của mấy đứa thôi là bằng 2B 3A phần 2 nhân 3A cộng 2B nhân 3A phần 2 tất cả bình. Rồi, và từ đó suy ra thôi là bằng, đúng không? Vậy câu 11 này của mình là ta có 2 nhân cho 3 phần 2 cộng cho 2 nhân cho 3 phần 2 tất cả bình. À, 27 phần 2 đúng không bạn? 27 phần 2 pi a bình. Bạn chọn là câu C. Rồi. Đây là câu 21. À, làm nhanh câu này ha. Câu 11 của mình. À, các bạn vẽ hình ra là xong thôi mà. Rồi tiếp tục câu 12 cũng là diện tích hình trụ. À, rồi. Câu 12. Đúng không? Bây giờ là những bài toán về hình lại này. Hình trụ có chiều cao bằng 3 căn 2, các trục đã cho bởi một mặt phẳng song song, vẽ hình trụ nó ra. Ôn tập khá là tốt á. Nên bạn nào mà ở trong có trong lớp viết của sư phụ thì nhớ coi là chuyên đề của hình trụ hình nón là giùm sư phụ. Do còn bạn những cái bạn nào ngoài tường thì ráng cho mình một tí, đúng không? Ráng cho mình một tí, có thể là những bài này các bạn thầy ôn lại kiến thức luôn. Vì những kiến thức này là kiến thức cũ thôi, bạn ráng ôn lại giùm mình luôn ha. À, ta có chiều cao bằng 3 căn 2. Rồi, à, chiều cao của này là 3 căn 2.
Các hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1. Đây, cái mặt phẳng song song với trục là mặt phẳng này đi. À, kéo xuống. Tầng này kéo xuống là mặt phẳng phẳng song song với trục này. Được chưa? Mặt phẳng này song song với trục là mặt phẳng này các bạn này. Đó, mặt phẳng này song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1. Cách trục một khoảng bằng 1 tức là cách trục ở đây này, khoảng cách này là bằng 1 các bạn. Cái OM là bằng 1 để bài hỏi cho. Đó. Ta có này, OM chính là cái khoảng cách từ từ trục từ cái trục O này này tới cái mặt phẳng ở đây bằng rõ ràng bằng bằng có thể trực quan trên trên ở ngoài đời thực cũng được. Đó. OM này người ta gọi là khoảng cách. Vậy OM này là bằng 1. Đề bài họ cố tình họ cho là OM bằng 1. Rồi, đọc rồi. Chiều cao ở đây là ta có đây là O phẩy đi. Ta có là H là bằng với OO phẩy là bằng A3 căn 2. Thiết diện thu được có diện tích bằng 12 căn 2. Thiết diện thu được tức là cái hình này các bạn này, cái hình này người ta gọi là thiết diện này. Sau khi cắt nó xuống thì mình đặt là ABCD đi. Thiết diện là gì? Thiết diện là cái mặt phẳng cắt á, cắt nó xuống. Đúng không? Vậy ABCD của mình là 12 căn 2. Rồi 12 căn 2. Vậy người ta yêu cầu là diện tích xung quanh của hình trụ này là bằng cái gì? Rồi bây giờ các bạn sẽ tư duy từ từ nha. Họ cho OO phẩy, mục đích ở đây là họ cho được cạnh AB luôn, tại vì AB là bằng với OO phẩy rõ ràng trên hình vẽ, đúng không? Ta có đây là ta có là AB là bằng với 3 căn 2. À đúng không? AB bằng 3 căn 2. Từ cái diện tích này chắc chắn bạn tìm được BC thôi, từ đó suy ra BC thôi bạn. BC của bạn là bằng gì? 12 căn 2 chia cho 3 căn 2 tại vì diện tích của thằng này á là bằng AB nhân cho BC. Nên diện tích của thằng này chia cho AB là 12 căn 2 chia 3 căn 2 là BC bằng 4. Được chưa? BC của bạn AB nhân cho BC là BC của mình bằng 4. Có được BC bằng 4 rồi thì lúc đó người ta yêu cầu á có được BC này. Thì thằng này của mình là diện tích xung quanh là cần gì các bạn? Là cần là 2πRL. Ở đây có L rồi, L của mình là bằng H trong hình trụ luôn luôn được điều này. L là bằng H. Đúng không? Nhưng mà thiếu R. R của mình là chính là OB ấy. Họ cho này, mình có này, BC bằng 4 vừa tính hồi nãy. Đó là BC bằng 4 vừa tính hồi nãy rồi. Tức là ta có là AB bằng 3 căn 2, diện tích nữa thì được BC. BC bằng 4 các bạn suy ra được BM là bằng 2, đây là BM bằng 2 nè. Có OM là khoảng cách từ O tới cái mặt phẳng này là đề bài họ cho bằng 1. Có BM có được OM thì được bán kính thôi, từ đó suy ra R của em là bằng căn của 2 bình cộng cho 1 bình là bằng căn 5. Đúng không? Căn 5. Lúc đó bằng thế vô thôi là bằng 2π căn 5 nhân cho L nhân cho 3 căn 2. Được là bằng 6 căn 10π. Được chưa? Các bạn sẽ cho được câu đúng của mình là câu A. Ok không? Đấy. Bình thường thôi đúng không? Đây cũng là dạng toán bên bên hôm nay mình ôn là khá là tốt rồi. Thứ nhất là khối nón á, là thiết diện qua đỉnh. Còn hình trụ là thiết diện song song. Những cái dạng toán mình đưa cho các bạn là những cái dạng toán bắt buộc phải biết trước khi đi thi các bạn nha. Bạn nha, chứ không phải là dạng toán đưa vào cho vui. Tại vì những cái thằng này là những cái thằng đề thi chính thức hết này. Cả lớp mình ok không? Đề này có câu 14 lừa bị lừa. Câu 12 được các bạn. Câu 12 này ok không? Đó là câu A các bạn nha. Câu 12 của mình là 12A. Thì hy vọng là những các bạn nào đang yếu về hình thì có thể là mình tư duy từ từ thì nó ra thôi các bạn. Cứ bám thét bám theo cái giả thiết mà cứ làm từ từ thì nó ra thôi, chả có quá gì cả. Thật sự bạn bạn cứ cố gắng mỗi ngày thôi bạn, chứ chả có cách nào học tốt nhất bằng sự cố gắng của mấy đứa đâu. Nỗ lực đúng không? Và chúng ta cứ thế mà chúng ta tiến bộ mỗi ngày thôi. Rồi câu 13. Hôm nay cái buổi sáng này hôm nay các bạn có thấy tuyệt vời không? Bạn comment chửi giùm cho thư cái tuyệt vời không? Thấy hôm nay im ắng quá nhỉ. Hôm nay bắt đầu là từ cái lượt view nè. Đó, bắt đầu nó nghỉ học, nghỉ Tết, nó ăn nhậu đó, cái kiểu buổi tối nó thức khuya quá bây giờ là sáng dậy hết nổi rồi. Rồi bây giờ làm câu 13 ha, còn lại mấy câu này hôm nay chắc học hơi trễ một tí, chắc phải 6 giờ 10 mới kết thúc á. Rồi, bà nó mình nói hơi kỹ một tí đâu, mỗi câu mình nói hơi kỹ đó. Rồi câu 13 ha, hôm nay thấy buổi học tuyệt vời không?
Rồi tuyệt vời hả? Ok, câu 13, cảm ơn Thanh Vân nè, Hoài Lâm nè, Nghi Đỗ nè. Rồi. À, cái việc đầu tiên của mình là họ cho đồ thị là đồ thị của f(x) đọc đọc vô từ từ nhé các bạn. Họ cho gx của em là bằng 2 lần f(x) cộng cho x cộng 1 bình. Thì cái lúc này đầu tiên của em người ta hỏi là đồng biến nghịch biến ở đâu đúng không? Muốn xét sự đồng biến và nghịch biến các em phải g phải x nó xuống. Đúng không các bạn? Bước 1 của em là phải g phải x nó xuống. Là bằng 2 lần f phải x cộng cho 2 nhân cho x cộng 1. Đúng không các bạn? À. Thì tiếp theo là mình phải cải được bảng biến thiên rồi. Bước 2 của em cho g phải x bằng 0. Nên từ đó ta có được là f phải x của em là bằng trừ cho x cộng 1. Là chuyển qua luôn, mình rút gọn cho 2 luôn bằng trừ x bình phương cộng 1. Được chưa? À, f phải x là bằng trừ cho x cộng 1. Rồi, thì lúc này á số nghiệm của g phải x bằng 0 á, số nghiệm đây là cái dạng toán mà bắt buộc phải vẽ thêm hình, họ cho mà lưng lửng kiểu giống vậy á. Đây là dạng toán mà nếu bạn nào học với sư phụ là cái dạng toán ở trong lớp VIP là cái dạng toán mà đồ thì họ cho lưng lửng á, thì chắc chắn là phải kẻ thêm hình. Đó, à, chắc chắn là phải kẻ thêm hình. Tức là số nghiệm của cái g phải x bằng 0 á là tương ứng với số giao điểm, à, số giao điểm của cái đường thẳng là y bằng f phải x và cái đường thẳng là y bằng trừ x cộng 1 thôi. Thì thằng này là đề đồ đồ thị họ cho đề cho trên hình vẽ, còn thằng này là mình vẽ thêm hình thôi, vẽ thêm thôi các bạn, à, thế thôi, vẽ thêm mà mới tìm giao điểm thôi, nó không cái cái việc vẽ thêm nó không khó đâu, được chưa? Thì bạn thấy là hình này tại vì mình không có in ra nên thôi mình vẽ lại hình một tí thôi. Đây là 1 và 2, trừ 1 và 2 đúng không? À, đây là 1 và trừ 2. Rồi đây là 3 và trừ 4. Rồi chéo xuống. Kéo xuống qua đây. Rồi, thì cái hình vẽ của mình là như vậy và bây giờ mình tắt cái này đi luôn rồi nha. Rồi, thì bây giờ vẽ thêm hình nè, em để ý nè. Ta có x của em là bằng trừ 1. Và chuyển qua là trừ x cộng 1. Rồi, đi qua điểm nào các bạn nha? Đây là trừ 3 chứ, à, xin lỗi, đây là cái điểm trừ 3 các bạn nha. X bằng trừ 3 thì y bằng 2 đi qua điểm thứ nhất. Đó, x bằng trừ 3 này thì y bằng 2 đi qua điểm thứ nhất. X bằng 1 thì y bằng trừ 2, x bằng 1 thì y bằng trừ 2 đi qua điểm thứ hai. Tức là khi mình vẽ hình bạn chú ý là họ sẽ cho, họ rất là nhân từ luôn, họ sẽ cho những cái điểm trên hình vẽ để bạn vẽ vô thôi. Đó, x bằng 3 của em thì thằng này của mình là bằng trừ 4 này đúng không ạ? Bạn thấy hình vẽ không? À, đây là trừ 4 nè. Thì chắc chắn cái điểm của em nó sẽ đi qua những cái điểm này, đồng ý chưa? Nó sẽ đi qua những cái điểm này, à, tức là chúng ta sẽ giao lại với nhau thì nó sẽ đi được như vậy. Đó, nó sẽ đi được như vậy. Đây đây là cái đồ thị của f phải x nha. Rồi thì lúc đó mình cải bảng biến thiên thôi. À, số nghiệm của g phải bằng 0 chính là số giao điểm của thằng này, tức là x của em là bằng, ở đây điểm này giống nó xuống ra được là x bằng trừ 3. Điểm này giống nó lên như hình vẽ được là x bằng 1. Và điểm ở đây là giống như hình vẽ là x bằng 3. Đó. Đúng không? Tức là bài này bằng đi vẽ hình thêm thôi. Cái việc vẽ hình thêm nó không khó. Giao điểm thì mình giống xuống tìm x thôi. Đúng không ạ? Đi cải bảng biến thiên ra. Âm 3, 1, 3 dương vô cùng. Thằng này của mình là g phải x nè các bạn. Đó, đúng không? Các bạn cứ g phải x nó xuống số giao điểm để đi tìm nghiệm nó ra thôi. Lớp mình được không? Câu 14 không nhân từ nữa rồi à. Rồi ok, câu 14 vẫn nhân từ chứ. Rồi bây giờ em để ý là từ 3 tới dương vô cùng thì f phải x đang nằm dưới là dấu âm. Nhưng em phải để ý cái dấu của f phải nha. F phải x nằm dưới. Nhưng mà ở đây nếu cái hệ số nó dương á thì nằm dưới là dấu âm, còn hệ số âm là bị thay đổi, nó câu 14 nó sẽ bị lừa kiểu giống vậy. Tức là cứ nằm dưới, không phải khi nào nằm dưới cũng là dấu âm đâu các bạn. Nằm dưới là dấu âm khi hệ số của f(x) ở đây là dấu dương. Tức là bạn hiểu là thằng này của mình là bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là f(x) trừ cho trừ x cộng 1. Đấy. Tức là f(x) là đồ thị, còn thằng này của mình là đường thẳng y nè. Nằm trên là dấu dương mà nằm dưới là dấu âm.
Nếu cái hệ số là hệ số dương á thì bản chất là nó không đổi dấu. Còn ví dụ đây là dấu âm á thì nằm dưới là nó sẽ thành dấu dương, thì giống vậy á. Thì thôi đối với bài này là câu 13 đã nói nhiều, các bạn lại khó hiểu. Trước mắt là cứ nằm dưới là dấu âm là nha, vì cái hệ số đây là dấu dương nên cái phần này không đổi nha. À, đây là nằm dưới là dấu âm. Đúng không? Cứ xếp đang xen dấu. Rồi thế thôi, vậy đồng biến là từ 1 tới 3 các bạn cho được là câu B. Đó, đúng không các bạn? Đây, vì hệ số là dấu dương mà. À, cứ thằng này trừ thằng này, mà bản chất là thằng này trừ thằng này, thằng này trừ thằng này, thì cứ cứ thằng này của mình là nằm trên là dương mà nằm dưới là âm thôi, đúng không ạ? Rồi rồi tôi hỏi Lâm hiểu, ok em nha. Rồi tiếp tục câu 14. Câu 14 là câu 10 điểm của đề thi tham khảo năm câu 2020 các bạn, câu 10 điểm đó. Câu này trong thang điểm 10, câu 50 của đề thi năm 2020, à, câu câu 9,4 chứ 9,6 chứ 9,4 gì mình quên rồi. Rồi câu 14. Câu 15 là cho câu gì đây? À câu 15. Rồi 14, ok Thành Vân, ok Trọng Kia. Trọng Kia chứ đúng không? Trọng Kia. Rồi ok Phương Liên 14A. Rồi câu 14 này cũng mình. Đầu tiên em sẽ việc đầu tiên em hiểu là em phải g phải x nó xuống. G phải x là bằng u phải nhân f phải u, u phải lên là trừ 2 nè, nhưng cho f phải của 1 trừ 2x nè, cộng cho 2x trừ cho 1, cho g phải x bằng 0 là ta sẽ được là gì đây? À, tới đây á, cái việc của em á, từ từ hãy cho g phải x bằng 0, tại vì trong toán học á mà họ ngoặc cái gì đó thì cứ đó đặt thằng đó là bằng t đi đã. Bạn nhớ nha, trong toán học của mình á, được không? Trong toán học của mình á thì á họ ngoặc cái gì đó luôn luôn đặt cái đó là t, và tư duy mình là đặt t đó. Bài toán ở trên là không cần đặt, bài toán ở dưới là phải đặt đó, nên đó là lý do tại sao mình nói là mỗi cái dạng toán mà trong lớp của sư phụ đi chia ra từng dạng là như vậy, tại vì khi mà bạn học dạng bạn mới dễ nắm bài được. Đây là phải đặt ứng phụ, họ ngoặc cái gì đó bảo họ đặt là t, đúng không? Thì lúc này cái g này là biểu diễn theo t nên mình sẽ ghi là g phải theo t, đúng không? Thằng này của mình là trừ cho 2t này, 2x trừ 1 của em là bằng trừ t, đúng không em? Đó, 1 trừ 2x là bằng t thì 2x trừ 1 là bằng trừ t. Thì lúc này mình mới làm tiếp tục giống như hồi nãy thôi, cho g phải t bằng 0, làm giống như câu 13 ở trên đó. À, g phải t bằng 0 thì ta được là đây là 2 nhân f phải t chứ, xin lỗi, à, 2 nhân f phải t đúng không? Trừ 2 nhân f phải t rồi trừ cho t, với t bằng 1 chữ đây là trừ t nha. Rồi thì ta được là trừ 2 nhân f phải t trừ t bằng 0, tương ứng là f phải t của em là bằng trừ t phần 2, đồng ý không? F phải t của em là bằng trừ t phần 2. À rồi, ok chưa? Thì bây giờ số nghiệm của g phải t bằng 0 chính là bằng số giao điểm của đường thẳng y bằng f phải t. Đồ thị f phải t cũng giống như đồ thị của f phải x thôi, cũng giống đồ thị của f phải x. Đó là rõ ràng, tại vì t chạy thì x cũng chạy. Nên đối với những bài toán đặt ứng phụ này, khi họ cho đồ thị của f phải x thì nó cũng gợi ý cho bạn là đồ thị của f phải t thôi, đúng không? Và y của em bằng trừ t phần 2 là mình vẽ thêm hình. Đó. Tức là ở đây câu 14 là họ cho đồ thị của f phải x, thì bạn cứ vẽ đồ thị của f phải x cũng giống như đồ thị của f phải t thôi, mình vẽ hình thêm ra ở đây nha. Hôm nay khá nhiều câu hay á, nếu bạn nào học về hàm hợp ấy. À, trừ 1 này. Rồi đây là trừ 2. Đúng không? Đây là trừ 2 và đây là 4. Rồi ở đây của mình là đi xuống, rồi đi lên. Thì em để ý nè, bây giờ mình vẽ hình nha. Đây là đồ thị của f phải x, đúng không bạn? Nhưng mà bây giờ các bạn cứ coi đây là đồ thị của f phải t đi, thì cái x này các bạn chỉ ghi là thành chữ t luôn giùm sư phụ. Bạn hiểu là bây giờ cái nghiệm của bạn đi tìm ra g phải t bằng 0 thì nghiệm của bạn phải là t đúng không? Có t rồi em trả ngược về x sau. À, cứ có t rồi em trả ngược về x sau thôi, chả có sao cả. Cứ có t rồi em trả ngược về x sau. Thì bây giờ các bạn cứ đi tìm nghiệm theo t đã, đúng không ạ? À, ta có y bằng f phải t là như đồ thị của f phải x thôi, nên mình cứ cho đây là f phải t.
y bằng trừ t phần 2 này thì biểu diễn trong hình vẽ này, vẽ thêm này. Khi ta có t bằng trừ 2 thì y của em bằng bằng 1 là điểm này. Khi t của em là bằng 4 thì y của em là bằng trừ 2, rõ ràng 4 chia trừ 2 là trừ 2 là ở đây. Thì bằng vẽ hình xuống thôi. Khi t bằng 0 mà đi qua điểm này nữa, t bằng 0 thì y bằng 0 đi qua 3 điểm này, đúng không? Đó, đi qua 3 điểm này đúng không? Thì đây là đồ thị của F phẩy nha, đồ thị của F phẩy T này. Thì em thấy được một điều như sau, ta có được là T của em là bằng trừ 2, T của em là bằng 0, và T của em ở đây là bằng bằng 4, trừ 2, 0 và 4, đúng không? Nè, trừ 2, 0 và 4, giống lên. Rồi, bây giờ đi cả bảng biến thiên cũng giống như hồi nãy thôi, cả bảng biến thiên xong là trả ngược về x thôi. Đây là T âm vô cùng, 0, 4 và dương vô cùng. Thì đây là của mình là hàm g phải theo t này, 0, 0 và 0. Từ 4 tới dương vô cùng, f phải t nằm trên, và đây là dấu dương hay dấu âm, trả lời giùm mình. Trả lời sai cái là toang luôn các bạn. Rồi ok, bây giờ bỏ hình vẽ ở trên nha, coi như là cái hình này mình bỏ lên trên nha các bạn. Rồi ok, trả lời đi. 4 tới dương cùng là âm hay dương? Nhiều bạn thấy thầy ơi, trời ơi, thầy ông thầy đánh đố tôi quá ông ơi, mệt ông quá, nằm trên là dấu dương rồi. Đó, cứ nằm trên là dấu dương, nằm dưới là dấu âm, tào lao đánh cho giờ, nếu mà trả lời như vậy là tào lao. Đúng, đó là cái vế đầu tiên. Cứ nằm trên là dấu dương và nằm dưới là dấu âm, nhưng phải thêm một cái bước nữa, đây là bước thứ nhất, nằm trên là dấu dương. Nhưng phải thêm một bước nữa là mình phải coi cái hệ số ở đây. Hệ số của F phải T đây này. Đây là bảng biến thiên theo G phải T mà đúng không? Hệ số F phải T đây là dấu âm. Thì cơ bản là mình phải đảo dấu lại là dấu âm. Tức là bây giờ nằm trên là dấu dương rồi, nếu hệ số đây là dấu dương á thì nằm trên là dấu dương không đổi, còn hệ số đây là dấu âm á thì là bắt buộc phải đổi dấu. Vì bản thân của thằng này á, cơ bản em hiểu nè, bản thân của thằng này chính là bằng trừ t trừ cho trừ f phải t ở đó không? Trừ cho 2 lần f phải t đó, trừ cho 2 lần f phải t, tức là cơ bản đây là đường thẳng của mình nè, còn đây là đồ thị của mình là tức là đường thẳng trừ t phần 2 đó, tức là nằm dưới là nó mà sẽ mang dấu dấu dương, còn nằm trên nó sẽ mang dấu âm, tại vì thằng này trừ thằng này mà. Nhưng mà thôi sau này làm như vậy đôi khi bạn nhiều bạn lại rối, cứ nhớ giùm mày, cứ nằm trên là dấu dương, hệ số đây là dấu dương á, thì không đổi, còn hệ số đây là dấu âm á, thì đổi dấu. Ví dụ đây này, nằm dưới là dấu âm nè, coi hệ số một tới là hệ số dấu dương này đúng không, thì không đổi, nằm trên là dấu dương rồi đúng không, coi hệ số một tí dấu dương là không đổi mà dấu âm là đổi dấu, có hiểu không? Thế thôi đúng không, rồi đang sang dấu. Rồi kết thúc đề bài này, họ hỏi là nghịch biến ở trên khoảng nào, họ hỏi nghịch biến trên khoảng nào, và ta có là nghịch biến. Nghịch biến thì dĩ nhiên là t của em phải thuộc đoạn là từ lớn hơn trừ 2 và nhỏ hơn 0, một câu vận dụng cao các bạn, đây là một câu vận dụng cao đó, t lớn hơn 4. Ở đây người ta hỏi x thì em phải trả ngược về x lại, ta có đặt t bằng gì em trả ngược về x, vì đề bài người ta đang hỏi x mà. T của em là dấu âm thì nghịch biến mà được là từ trừ 2 tới 0 là dấu âm, từ 4 tới dương cùng là dấu dấu âm. Trả ngược về x lại thôi, tương ứng ta sẽ có 1 trừ 2x nhỏ hơn 0 và lớn hơn trừ 2. Lớp mình hiểu bài, comment số 1 dùm sư phụ ấy coi, để cho biết mà lớp mình có thể làm được câu này các bạn. Chuyển qua chuyển lại thôi em ha, đây là dấu ngoặc. Vậy chuyển qua chuyển lại thôi, bóc từng vế ra thôi, thằng này bóc từng vế ra này, trừ 2 nhỏ hơn 1 trừ 2x, 1 trừ 2x nhỏ hơn 0, tách ra từng vế, thằng này chuyển qua luôn. Ta có 1 trừ 4 là x của mình là nhỏ hơn trừ 3 phần 2, đúng không? Còn cơ bản ở trên của mình ta sẽ có được là gì đây, chuyển qua là x, x nhỏ hơn 1 phần 2. Thằng này của mình là đó, cái này của mình là gì đây, chuyển qua là x qua đây đúng không, x sẽ nhỏ hơn 3 phần 2 đúng không, x sẽ nhỏ hơn 3 phần 2, chuyển qua nha, là chuyển qua đây là 3, 3 phần 2. Rồi x ở đây là chuyển qua là x của em lớn hơn 1 phần 2. Rồi thì đây là điều kiện để làm cho thằng này là nghịch biến đó, sau khi mình trả ngược về lại 1 phần 2 tới 3 phần 2 là câu, các bạn chọn được câu nào đấy các bạn, 1 phần 2 tới 3 phần 2
1 phần 2 tới 3 phần 2 các bạn chọn được câu A. Tại vì cơ bản nó nghịch biến từ 1 phần 2 tới 3 phần 2 thì số 1. Số 1 từ số 1 tới 3 phần 2 thì nó cũng nghịch biến thôi, các bạn chọn được câu A thôi. Rồi ok, câu này có học tiếp nữa không? Các bạn nào trễ học chưa? Làm thêm câu cuối nha ha, rồi nghỉ. Câu này bạn nào không hiểu thì hỏi từ từ, mình không có vội vàng đâu. Các bạn cứ hỏi bài sư phụ đó, nhiều bạn học tốt rồi mình không nói, nhiều bạn mà đang yếu đang sợ về mức độ chín cộng kiểu giống vậy thì mình cũng thể nắm được cái tư duy cả lớp mình hiểu không? Có bạn nào yếu về hàm hợp câu này mà làm được chưa các bạn? Có nào bạn yếu nào nè, đầu tiên g phải x nè. Trong toán học cứ ngoặc cái gì đó đặt cái đó là t thôi. Rồi g phải t nó xuống bằng trừ 2 nhân f phải t trừ t. Cho g phải t bằng 0. F phải t của e là trừ t phần 2. Số nghiệm của g phải t bằng 0 là y bằng f phải t và y bằng trừ t phần 2, được như vậy. Thì t của em là được như vậy đúng không? T của em là như vậy. Âm 2 0 4. Dấu âm là trừ lớn trừ 2 đến 0, lớn hơn 4, sau đó t của em trả ngược về lại thôi. T của em trả ngược về lại 1 trừ 2x bỏ vào đây thôi. Sợ lắm, cứ sợ các bạn không hiểu bài thôi các bạn. Rồi, nói câu cuối là nghỉ ha. Dĩ nhiên phải nói câu cuối rồi. Rồi, câu 15. Câu 15 này, hôm qua bạn nào học về cực trị hàm tuyệt đối ở trên ngoài fanpage thì cũng nói câu 15 này rồi nè. Các bạn thấy dễ hiểu bài không? Comment cho Sù cái coi các bạn. Thấy dễ hiểu bài không các bạn? Để mình lấy cái động lực coi, mình sợ mình dạy gì mà không ai hiểu mà mất công các bạn quá. Thật sự luôn á, sợ sư phụ dạy mà các bạn lại không hiểu là mất công các bạn buổi sáng dạy học với sư phụ mà bạn lại không hiểu bài, tội mấy đứa lắm thật ấy. Nên là bạn nào hiểu bài comment hiểu dễ, comment cho sư phụ coi có hiểu bài không. Mình hay hỏi câu đó là tại vì mình sợ đó mà, mình sợ mình làm cho ai đó, mình nấu một món ăn cũng vậy á, mình sợ nấu ra mà ai cũng không ăn nó buồn lắm ạ. Thực sự là một là không nấu thì thôi, mà đã nấu là phải nấu cho ngon cho bạn ăn nó cảm thấy nó ok một tí đó. Rồi thì thằng này của mình là hôm hôm bữa trước là mình học về cực trị, về hàm tuyệt đối rồi. Về cái bước làm của mình em còn nhớ không? Bước 1 của em á, em cứ xét cái hàm ở trong tuyệt đối nó ra giùm mình đúng không? Xét cái hàm ở trong tuyệt đối là 4 lần fx cộng cho x bình, sau đó em sẽ đi cố gắng kẻ bảng biến thiên của thằng này ra thôi đúng không? Kẻ bảng biến thiên của thằng này ra. Và tiếp theo cái bước 2 của em á, là em sẽ để cái đường thẳng y bằng 0 vào để mình đi biện luận. Đó đó là những cái bước làm của mình. Bữa trước mình có học về cực trị của hàm tuyệt đối rồi, thì mình cũng nói từng bước làm của những bài này rồi đúng không? Rồi rồi bây giờ ta có là y phải của em là bằng 4 nhân cho f phải x cộng cho 2x. Em đi kẻ bảng biến thiên của nó, dĩ nhiên em phải y phải rồi. Rồi em cho y phải bằng 0 để em kẻ bảng biến thiên. Ta có được là 4 lần f phải x cộng cho 2x bằng 0. Từ đó suy ra f phải x của em là bằng trừ x phần 2. Đúng không? Fx của em là bằng trừ x phần 2. Thì á, cái này là số nghiệm của y phải bằng 0. Số nghiệm của y phải bằng 0 tương ứng với số giao điểm. Số giao điểm của đường thẳng là y bằng f phải x, và đường thẳng là y bằng trừ x phần 2. Đúng không? Rồi bạn đi kẻ bảng biến thiên ra thôi. Đây là bảng biến thiên của mình. Đây là x này. Đó, rồi x. Đây là âm vô cùng, đây là dương vô cùng. Thì bây giờ em thấy cái đường thẳng của mình cắt ở đâu đó đi qua điểm nè. Cái đường thẳng này là qua điểm, các bạn có thể nhìn trên hình vẽ. Qua x bằng trừ 2 thì y bằng 1 đó. X bằng trừ 2 thì y bằng 1. Và qua gì nữa? Qua x bằng 4 thì y là bằng trừ 2. Thì cơ bản bằng vẽ hình ra thôi, bằng bằng vẽ hình ra giùm mình ha, tại vì trong này không có hình vẽ, đây mình vẽ sơ sơ khởi thôi. Đây là 1 và trừ 2, đây là trừ 2 và 4. Đó, thằng này đi qua điểm 0, 0 nha, x bằng 0 thì y bằng 0. Và nó đi qua 3 điểm này, 1, 2 và 3. Các bạn lấy cái thứ bằng kẻ ngang qua thôi, kẻ ngang qua. Đúng không? Đây là đồ thị của f phải x này. Các bạn lấy cái thước các bạn kẻ ngang qua thì ta sẽ có như sau. Nó đi qua điểm thứ nhất là trừ 2 này, 0 này, và ở đây là 4 này đúng không bạn? Đi qua 4 điểm này, giao điểm á, là x bằng trừ 2, 0 và 4. Thì đây là cái y phải của mình nè, bằng 0 tại 3 chỗ. Từ 4 tới dương vô cùng thì các bạn sẽ là f và x nằm trên đúng không bạn? Nằm trên là dấu dương. Coi hệ số giùm mình, hệ số đó là dấu dương nên thằng này không đổi dấu. Đó.
Rồi, và cứ thế đan xen thôi, vì đây là đều là những điểm cắt. Vẽ bảng biến thiên nha. Rồi. Ở đây họ cho một cái giả thiết nữa các bạn, họ cho F0 bằng 0, các bạn thấy cái giả thiết của cái đề bài không? Họ cho F0 bằng 0 để làm gì đây? F0 bằng 0 tức là em thế vào đây này, ta có là Y0 là bằng 4 lần F0 cộng cho 0. Y0 là bằng 4 lần F0 cộng cho 0 tức là bằng 0. Họ cho thằng này để là gì? Để mình so sánh nữa bạn. À, tức là bài toán này là có bao nhiêu điểm cực trị là mình vẽ ra đường thẳng y bằng 0 nè, y bằng bước 2 là cả y bằng 0 để biện luận nè, đúng không? Y bằng 0 của em là trùng với cái điểm này. Và nếu người ta hỏi điểm, hỏi người ta hỏi bài này, người ta hỏi số điểm cực trị á, thì bạn trả lời rất là vô tư. Ta có là 1 2, điểm cắt ở đây là 2, này là 4 cực trị, đồng ý không ạ? Mình không lấy điểm tiếp xúc. Có 1 2 3, 3 cực trị và 2 điểm cắt là 5 cực trị chứ. À. Còn bài toán này là người ta hỏi là cái này là đồng biến nghịch biến ở đâu, thì yêu cầu em phải là hiểu được cái cách vẽ hình. Số điểm cực trị là 5 cực trị nè. Còn người ta hỏi là đồng biến ở đâu thì lúc này mình phải hiểu cách vẽ hình này, các bạn để ý nè. Cách vẽ hình của mình á là mình sẽ bỏ đi những cái phần phí âm. Đúng không? À, đó là lý do tại sao họ cho F0 bằng 0 vô để người ta xác định cụ thể Y0 của mình là ở chỗ nào luôn. Đúng không? Y0 là bằng 0 là ngay chỗ này, là mình kẻ ngang qua. Thì lúc đó đây là như là tượng trưng cho cái trục ô ích đấy, là y bằng 0 đấy. Đó, y bằng 0 thì nó bằng 0 luôn ngay điểm này luôn. Thì có, nếu người ta hỏi số điểm cực trị là 5 cái, còn người ta đồng biến nghịch biến ở đâu thì bạn phải biết vẽ hình, bạn vẽ hình như sau nè. Bạn lật ngược lên trên thôi, thằng này cắt nhau là tại đây đúng không? Lên đây. Rồi thằng này của mình là đang đi xuống đó, xuống cái chỗ nghịch đảo lên à, đi xuống xong đi lên đúng không bạn? Đi xuống nè, xong đi lên. Đi xuống đây đúng không? Sau đó đi lên. Đấy. Thằng này của mình đang hướng xuống đúng không? Thì bây giờ là hướng lên, nghịch đảo mà, hướng lên. Thằng này của mình đang đi lên, nghịch xuống là đó. Đó thì đồ thì bạn biến thiên của bạn. Đếm nè. 1 2 3 4 5 6. Ủa vẽ đúng không ta? Tôi vẽ đúng không ta? À thằng này của mình là xuống số 0 là ở đây là đi xuống không chứ? Đi xuống. 1 2 3 3 4 5 5 cực trị đúng không? Rồi, thì người ta hỏi nghịch biến ở đâu? Nghịch biến của bạn ở đâu bạn? Từ trừ 2 tới 0 là nghịch biến, à, đồng biến ở đâu? Đồng biến từ 0 tới 4. Đó, đồng biến từ 0 tới 4. Còn từ trừ 2 tới âm như cùng tới trừ 2 là vừa nghịch vừa đồng. Từ trừ 2 tới 0 thì ở đây các bạn để ý, từ trừ 2 tới 0 đang đi lên thì nghịch của nó là đi xuống rồi, là hết rồi. Đúng không? Thằng này từ mình 0 tới 4 đang đi xuống thì nghịch nó lên là dấu dương, thằng này của mình nghịch xuống rồi lên, đúng không ạ? Vậy cơ bản các bạn thấy là đồng biến của mình là đang đang đi lên này, là từ 0 tới 4, các bạn chọn được là câu đúng của mình là câu câu B. Đúng không? Câu B của mình. Sai chỗ kia gấp khúc rồi. Sao chỗ nào ạ? À? Đó, đi xuống đi lên, đi xuống vẽ hình nữa, các bạn chú ý một tí thôi. Vẽ vẽ nếu đôi khi mình vẽ to rồi vẽ lại này, vẽ to ra tí đúng không, cái gì to nó cũng dễ thấy bạn đúng không, chứ vẽ nhỏ à, vẽ hình này cứ vẽ, nếu mà nếu bạn nào vẽ lại hình tốt bạn vẽ hình lại này, đây là xuống đây này, vẽ trực quan lên là vẽ hình giống hình như sư phụ này, không bao giờ sai được luôn. Đôi khi hình nhỏ quá các bạn sẽ cảm giác như là mình bị lừa lừa các bạn đúng không, cảm giác bị lừa đấy. Âm đi xuống dương đi lên này, nói âm đi xuống là dương, âm đi xuống đây là bằng số 0 này, kéo ngang qua rồi nghịch đảo lên trên thôi đúng không, thằng này của mình là ứng với cái trừ 2 nha, đó nghịch đảo lên trên thôi thì đây lên, tức là từ âm vô cùng tới trừ 2 là vừa nghịch vừa đồng rồi, ngay tại chỗ này nè đang đi lên đúng không, thì mình bỏ đi phần âm mà nghịch đảo lên trên là nó phải hướng xuống đó, hướng xuống các bạn đó, nó hướng xuống, đồng ý chưa? À, rồi thằng này của mình là từ đây nó nghịch lên trên lại, nó nghịch đảo lên mà đó, nó lên đây à, nó lên đây rồi, thằng này của mình là xuống đây là đi xuống đó, vậy bảng biến thiên sau khi mình nghịch đảo lên được như vậy đúng không, mình bỏ đi thằng ở dưới nha, mình bỏ đi thằng ở dưới mình không quan tâm nữa nè, thì ta có là từ 0 tới 4 là đồng biến, từ 4 tới dương cùng là nghịch biến và đồng thời là đồng biến luôn, từ 4 tới dương còn là vừa vừa nghịch vừa đồng, từ 0 tới 4 là đồng biến,
Từ trừ 2 không là nghịch biến, âm vô cùng tới trừ 2 là vừa nghịch vừa đồng. Ok không mấy đó, có hiểu bài không? Thì thằng nào đi lên là đồng biến mà thằng nào giảm xuống là nghịch biến thôi. Vậy 15 câu là kết thúc. Đúng ạ. 15 câu này chất lượng các bạn, nó thực sự là bạn học được 15 câu này là bạn đi thi không bao giờ mà dưới 8 được đâu, hứa các bạn luôn. Nếu bạn làm được 15 câu này là ok, bạn không bao giờ dưới 8 được cả. Chắc chắn là phải trên 8 cộng. Tại vì dạng những cái dạng toán này mà đưa vô cái đề này là khá là chua các bạn. Ôn tập lại khá là tốt luôn. Để cho cả lớp mình ok không? Hiểu không? À, rất là easy mà, nói chung là bài này cũng không phải là bài 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 dễ đâu, nó cũng nằm ở mức độ là tư duy cao đấy bạn, tư duy cao, nhưng mà khi mình có phương pháp làm rồi thì nó rất là easy thôi. Rồi cảm ơn Tiến Thạnh nha, ok cảm ơn em rất là nhiều luôn. Rồi nói chung là vậy, đôi khi vẽ hình to to ra các bạn dễ thấy, vẽ hình nhỏ nhỏ trên này là bắt đầu nhìn nó ra luôn ấy. Này làm nó trong đầu á, bạn Phương Nguyễn chắc bạn làm nhiều lắm rồi, ba bốn lần rồi đúng không? Rồi ok, bạn Phương Nguyễn là bạn một bạn học trong lớp óc của sư phụ á đó, trong tương kỳ hè mình dạy lớp óc cái này là ba bốn lần nhiều lắm rồi này, làm lui làm tới ngán luôn. Bài hôm nay tuyệt quá sư phụ ơi, rồi ok nhà thương đúng không? Rất là nhiều câu hay ở trong này luôn, và hy vọng các bạn sẽ học được những cái phần này nó tốt hơn về phần hàm hợp ha. Hàm hợp trong này cũng khá là đủ dạng rồi đó, đúng không? Khá là đủ dạng rồi đó. Rồi ok, cảm ơn Nguy Đỗ này. Nay em sai hai câu, ok Nguyễn Ánh. À, Nguyễn Ánh là bạn trong lớp VIP của sư phụ đúng không? Nhã Thương trong lớp VIP luôn nè. Rồi, ba giờ hiện lắm rồi. Rồi ok, trọng kia, trọng kia chứ nó. Rồi bây giờ mình thôi nghỉ đi học đi các bạn. Hôm nay trễ học rồi hả? Hôm nay không có đi học à? Mấy đứa đây là nghỉ học hả? Rồi, kết thúc nha. À, bạn nào điểm danh thì vô phần điểm danh của nhóm điểm danh nha. Chút nữa sư phụ sẽ cập nhật cái tiếp theo cho các bạn luôn. Đó, cập nhật cái like, cái gọi là gì gì ta, cái file sửa đáp án chi tiết cũng như là cái buổi live hôm nay sẽ buổi cập nhật vô trong. Rồi kết thúc bài giảng ở đây nha.